Rất là biết ơn các anh chị đã có mặt trong khóa số 29 của chúng ta. Chương trình của chúng ta đã diễn ra cũng hơn 10 năm rồi cả nhà. Có khoảng 7 năm đầu tiên là chúng ta có một cái lộ trình học tập là offline. Nhưng mà khi COVID diễn ra thì chúng ta mở ra online. Thì online tới thời điểm này là K29. Trung bình một khóa là một tháng là chúng ta sẽ có một khóa. Và nhân thời gian thuận lợi thì là một tháng. Còn không thuận lợi hơn thì có thể kéo dài một chút xíu. Cũng rất là biết ơn người thân yêu của tất cả các anh chị đã mời các anh chị vào đây để cùng nhau chúng ta tham gia một cái chương trình với tên gọi là Thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui. Rất là biết ơn các nhân mạch, những người cảm thấy chương trình lợi lạc, những anh chị cảm thấy chương trình lợi lạc, đã giới thiệu học tập và tái học tập lại nhiều khóa. Lộ trình của chúng ta trong 21 buổi là một cái lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Nó tên là lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Toàn xin phép, toàn toàn viết lên đây à. Đó là một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Đây là một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Lộ trình này diễn ra trong 21 buổi. Toàn sẽ có mặt ở đây vào tầm khoảng 7 giờ. Nhưng mà Zoom chúng ta mở lúc khoảng 6 giờ để cho một số anh chị có thể giao lưu với nhau, để chúng ta cùng với nhau chia sẻ những bài học những điều mà chúng ta học tập được và làm quen với nhau với các anh chị trên toàn cầu. Lớp học trung bình của chúng ta sẽ có rất là nhiều anh chị ở khắp nơi trên thế giới, có các anh chị ở châu Âu, các anh chị ở khu vực Mỹ, Úc. Hình như là tới thời điểm này trung bình lớp học chúng ta có diễn ra thì có khoảng 40 quốc gia chúng ta tham gia. Tôi không biết thì đợt này chúng ta sẽ tham gia bao nhiêu anh chị ở các quốc gia nào. Nhưng mà toàn chào mừng tất cả các anh chị quốc tế đã có mặt tại đây. Và cũng tri ân vì sự hiện diện của tất cả các anh chị tại đây. Chúng ta có thể cho chồng có tay để tri ân điều đó cả nhà. Rất là biết ơn các cao nhân đã chỉ điểm, các thiện đại tri thức đã hỗ trợ để chúng ta có một cái lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Mục tiêu của chương trình đó được thiết kế dựa trên cái hình ảnh này nè cả nhà. Anh chị có thể giúp đỡ toàn vẽ cái hình này. Đó là có một người đây, bao quanh con người này á là một cái kén bao quanh. Các anh chị có bút mực á mà đầy đủ màu sắc thì các anh chị giúp đỡ toàn vẽ cái kén này khoảng 6 màu đại diện cho 6 cái rào cản hay là 6 cái hạn chế tự nhận thức mà nó bao quanh con người chúng ta. Còn đang vẽ được 3 màu này. Này 4 màu.
năm sáu thì chương trình được thiết kế dựa trên một cái nền tảng, đó là làm sao cho cái người trong bên trong này nè có một cái sự bứt phá để xóa đi những cái rào cản này, vượt thoát ra và có một cái sự chuyển hóa, có một cái sự chuyển hóa, có một cái sự chuyển hóa, có nghĩa là người này bứt phá lên để chuyển hóa và con người sẽ lớn lên. Toàn xin phép toàn lấy hình tượng một người chân tay to lên và lỗ gúng có thể mọc lên, mắt mũi miệng nha, có thể mọc tóc lên. Chúng ta cứ hình dung đó là có một mỗi người chúng ta đều có những cái hạn chế tự nhận thức của bản thân mình, nó được gọi là hạn chế tự nhận thức. Toàn xin phép toàn nói chậm rãi ở đây ha. Cộng đồng chúng ta học tập có đặc biệt lắm, có nhiều anh chị khiếm thị cũng đang học ở đây nhiều, nên mỗi lần toàn vẽ cái gì và toàn nói á, toàn sẽ diễn đạt ra để cho các anh chị đó theo dõi kịp. Và một số anh chị thì về cộng đồng nói chung thì có rất nhiều người học tập, nên toàn xin nói chậm rãi và từ tốn để cho bất kỳ ai cũng có được một cái sự chuyển hóa khi chúng ta tham gia vào đây. Thì toàn xin phép toàn nói ý nghĩa của chương trình lại, đó là bản thân chúng ta dù là ai cũng bao quanh mình một cái kén. Cái kén này nó đã ăn sâu trong chúng ta và làm cho chúng ta bị bó hẹp trong nó. Chúng ta muốn bứt phá, muốn có sự thay đổi thì thông thường là do xã hội ép chúng ta thay đổi và ép chúng ta bứt phá. Tại vì khi chúng ta trải qua sự khó khăn, đau khổ thì con người lúc đó mới bắt đầu kỳ vọng sự thay đổi. Nhưng mà nếu sự khó khăn hay đau khổ đến với một người, cái người đó vẫn không thay đổi, không có sự chuyển hóa, thì khó khăn, đau khổ lớn hơn sẽ đến làm cho con người đó chuyển hóa, thay đổi. Nhưng mà nếu sự khó khăn, đau khổ lớn hơn đến mà không làm cho họ sự thay đổi á, thì có thể sự mất mát đến ảnh hưởng họ để cho họ có sự thay đổi. Thì thay vì để đợi khó khăn, đợi đau khổ thì con người chúng ta mới chuyển hóa. Thì ngay giây phút này đây, chúng ta sẽ có một cái lộ trình để làm sao tự bản thân con người nhận thức được để bứt phá, để chuyển hóa. Dạ. Các anh chị nghe giọng nhỏ hả? Các anh chị nghe bị nhỏ hả? Các anh chị nghe được không ạ? Nghe rõ ha. Em xin vậy chắc kiểm tra lại giúp em. Dạ. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái sự bứt phá. Tự bản thân chúng ta vượt thoát cái này. Và các chuyên gia đã cho chúng ta một cái khái niệm, nó được gọi là một cái câu, một khái niệm được gọi là những cái rào cản này nè đều là những hạn chế tự nhận thức của bản thân chúng ta.
Ví dụ như chúng ta có một cái hạn chế tự nhận thức là tầm thường hóa bản thân. Đây là một trong những cái rào cản, những hạn chế rất đặc biệt của chúng ta. Tầm thường hóa bản thân. Tầm thường hóa bản thân có nghĩa là chúng ta tự cho mình đó là một người như thế nào đó, và không thể làm được điều này, không thể làm được điều kia, và tự cho mình là ai đó, rồi từ đó chúng ta cam chịu cái cuộc sống mà chúng ta đang có. Các chuyên gia gọi đây là một trong những hạn chế tự nhận thức rất quan trọng, rất đặc biệt, là một trong những rào cản kìm hãm cái sự phát triển của con người chúng ta. Hạn chế tự nhận thức tiếp theo nữa đó là sợ thất bại. Các chuyên gia nghiên cứu và tìm hiểu thấy đây cũng là một trong những rào cản lớn, cũng kìm hãm cái sự phát triển của con người. Bên cạnh sự sợ thất bại còn sợ bị chỉ trích phê bình, sợ chỉ trích phê bình. Có nghĩa là làm một cái điều gì đó thì chúng ta có khuynh hướng là sợ những người xung quanh cười chê chúng ta. Mình đi lỡ đứng lên phát biểu trước đám đông, sợ người ta cười mình ăn nói kỳ. Mình làm này làm kia sợ người ta nói. Và từ đó trở đi con người chúng ta kìm hãm lại năng lực hành động. Và dần 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 thì cảm thấy không muốn làm được nhiều điều do xung quanh cười chê chúng ta. Nhưng bản thân nó không phải là do họ, do những người xung quanh, mà do chúng ta có những hạn chế tự nhận thức bản thân mình như vậy. Rồi có những rào cản nữa và có những hạn chế tự nhận thức nữa, đó là cảm thấy được thiếu điều kiện nè. Thiếu điều kiện để làm một cái điều gì đó. Cảm thấy thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết. Cảm thấy thiếu điều kiện, cảm thấy thiếu hiểu biết. Và đặc biệt nữa, đó là thiếu tầm nhìn về tương lai. Thiếu tầm nhìn tương lai. Và trong quá trình các chuyên gia nghiên cứu thì họ phát hiện ra sáu cái này nè. Nó được gọi là sáu hạn chế tự nhận thức, hay là sáu rào cản của con người, hay sáu cái kén của con người mà kìm hãm cuộc đời của họ lại, kìm hãm cái con người họ lại. Vậy thì lộ trình mà chúng ta đi trong 21 ngày này, lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm, mục tiêu của lộ trình này để làm gì? Đó là để cho bản thân chúng ta nâng cao nhận thức của bản thân, nhận thức nội tâm của bản thân, để chúng ta bứt phá và vượt thoát những cái kén này. Toàn xin phép nói lại, đó là lộ trình trong 21 buổi này, để các anh chị nâng cao nhận thức về bản thân mình, cụ thể là nâng tầm nhận thức của nội tâm, để từ đó tự bứt phá và vượt thoát những cái kén này. Và lộ trình này là một lộ trình xóa đi các rào cản hạn chế tự nhận thức, để làm sao cho chúng ta lớn hơn so với ngày hôm qua và chúng ta trưởng thành hơn.
Các anh chị cứ hình dung xã hội sẽ ép chúng ta có sự thay đổi, thì chúng ta cứ hình dung là có một trứng gà, nếu mà được tác động từ bên ngoài vào, trứng gà các anh chị được tác động từ bên ngoài vào thì là sao ạ? Thì nó là thức ăn. Còn nếu trứng gà tác động từ bên trong ra thì đó là sinh mệnh. Vậy thì xã hội ép chúng ta thay đổi thì chúng ta chịu sự dẫn dắt và chi phối của xã hội. Nói ngôn ngữ của dân gian chút xíu, chúng ta là thức ăn của xã hội, là bị người khác chi phối cuộc đời của mình. Còn nếu chúng ta tự bứt phá từ bản thân của mình và từ bên trong chính mình mà bứt phá lên để xóa đi các rào cản hạn chế tự nhận thức này, thì chúng ta sẽ lớn lên và chúng ta làm chủ lại cuộc đời của mình. Trứng gà tác động từ bên ngoài vào là thức ăn, từ bên trong ra là sinh mệnh. Nên lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm, mục tiêu duy nhất mà trọng điểm nhất đó chính là làm sao cung cấp cho các anh chị những tri thức để các anh chị nâng nhận thức của bản thân mình, cụ thể là nâng tầm nhận thức nội tâm của chúng ta, để chúng ta tự bứt phá và thoát khỏi các rào cản hạn chế tự nhận thức này. Ý nghĩa của 21 buổi này nó hỗ trợ cho chúng ta điều này. Cứ mỗi ngày, mỗi ngày trôi đi, từ 6 giờ các anh chị bước vào đây, tầm khoảng 7 giờ thì toàn toàn giao lưu, toàn nói chuyện, thì chúng ta kết thúc tới 10 giờ, có những lúc 10 giờ 15, 10 giờ 30 tùy theo ngày, thì chúng ta sẽ có một lộ trình 21 buổi. Trung bình các anh chị bỏ ra khoảng cỡ 63 giờ học tập nghiêm túc để chúng ta nâng tầm nhận thức nội tâm. 63 giờ thì chúng ta không quá 3 ngày cộng lại. Thì cộng lại trọn vẹn 3 ngày này, 63 giờ này thì sẽ hỗ trợ cho chúng ta trọn đời chuyển hóa. Nếu mà toàn nói như vậy thì các anh chị có được niềm tin không? Một số anh chị mới vào đây, có tình bạn mình gần, giới thiệu mình vào đây trong 21 buổi này, trọn vẹn trong khoảng 63 giờ học tập và phát triển, thì các anh chị có tin một lần học tập trọn đời chuyển hóa không? Nếu các anh chị có được niềm tin đó thì toàn biết ơn các anh chị. Bởi vì người thân yêu chúng ta giới thiệu vào đây, nếu một cái chương trình không thật sự có giá trị thì họ sẽ không không dành thời gian để chia sẻ cho các anh chị. Bởi vì chương trình của chúng ta không có truyền thông theo cách thông thường của đại chúng, mà truyền thông theo cách đó là các anh chị học tập có sự chuyển hóa thì giúp đỡ cho những người thân yêu chúng ta giới thiệu vào đây. Đây là một chương trình rất là đặc biệt. Một lộ trình nói dài thì cũng không dài, nói ngắn cũng không hẳn ngắn. Nhưng mà nghiên cứu của khoa học cho chúng ta biết được rằng nếu có 21 buổi nào đó, 21 ngày, các anh chị trọn vẹn tham gia một điều gì đó thì các anh chị sẽ có khả năng thay đổi rất là lớn. Thì chúng tôi chọn con số 21. Ban đầu cũng có 7 buổi, cũng có 15 buổi, cũng 10 buổi. Nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi chọn 21 buổi là một lộ trình để hỗ trợ cho tất cả các anh chị một cái lộ trình chuyển hóa. Thì một lần nữa rất là biết ơn các anh chị tham gia lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm để xóa đi các rào cản hạn chế tự nhận thức, và chúng ta sẽ lớn hơn so với chúng ta ngày hôm trước.
Cứ mỗi ngày trôi qua là chúng ta trưởng thành một chút, mỗi ngày trôi qua là trưởng thành một chút. Và Toàn xin phép Toàn sẽ đồng hành cùng với các anh chị cũng như các thầy cô trong tổ chức sẽ đồng hành cùng các anh chị để chúng ta hưởng thụ học tập trong những ngày tới đây. Toàn xin phép Toàn dùng cái từ là hưởng thụ học tập. Khái niệm về hưởng thụ học tập có nghĩa là chúng ta học tập với một cái trạng thái rất là an vui, bao dung và trân trọng biết ơn khi học. Chúng ta rất là thoải mái, các anh chị nằm cũng được, các anh chị tắt cam cũng được. Nhưng nếu một ai đó mà mở cam thì trên màn hình của Toàn á, Toàn có khoảng 4 cái màn hình đang ngồi ở đây, lâu lâu Toàn sẽ quay bên trái bên phải thì có nghĩa là Toàn đang đang nhìn các anh chị, giống như Toàn quay quanh đây, Toàn quay quanh đây, quay quanh đây là Toàn đang nhìn các anh chị. Thì nếu các anh chị mở cam thì có thể Toàn thấy được các anh chị để làm quen với các anh chị. Còn nếu các anh chị tắt cam cũng không có vấn đề, các anh chị thoải mái nhất học tập. Có một số anh chị có thể là người thân, nhiều khi cũng có một số người thương yêu quá nên ép chúng ta vào đây học tập. Nhưng các anh chị giúp đỡ Toàn, đầu óc rất là thoải mái, an vui học tập, bao dung học tập và trân trọng biết ơn học tập. Trân trọng vì cái cơ hội chúng ta có mặt ở đây, người thân yêu đã tạo điều kiện cho các anh chị. Nên đó, những ngày tới đây là những ngày chúng ta hưởng thụ học tập. Các anh chị ngủ, buồn ngủ quá, các anh chị cứ thoải mái ngủ, nhưng mà nhớ mở quẩn mở Zoom để chúng ta nghe. Và Toàn cũng thường nói với cả nhà là gì ạ? Toàn xin phép Toàn gọi là cả nhà hoặc là anh chị để trong quá trình Toàn giao lưu á, Toàn hỗ trợ cho các anh chị cũng như lâu lâu Toàn nói từ cả nhà cho nó thân thiện. Chúng ta hòa đồng với nhau, hòa nhập với nhau. Thì ngủ cũng chuyển hóa. Có thể mình cũng không nhớ gì, nhưng trong quá trình học tập á, mình ngủ thôi cũng có sự sự chuyển hóa. Nếu mình rất là an vui học tập, bao dung học tập, bao dung cho bản thân mình là mình có nghe không hiểu thì sao ạ? Mình có nghe không hiểu thì sao ạ? Thì cũng bao dung cho mình từ từ hiểu sao. Bạn em hiểu cũng bao dung cho Toàn. Tại vì cũng từ từ hiểu sao. À, rồi mình trân trọng biết ơn cơ hội đã có mặt ở đây. Nói thì nói gì chứ, không phải cũng có cơ hội nào chúng ta làm quen được với toàn bộ thế giới như thế này. Đợt này Toàn chưa thống kê, nhưng mà Toàn nghĩ cũng không có ít hơn 30-40 nước tham gia trong đây. Các anh chị người Việt trên khắp khắp cộng đồng của chúng ta trên khắp thế giới. Nên là các anh chị hãy hưởng thụ học tập trong 21 buổi này. Dạ. Một số anh chị nói với Toàn âm thanh hơi nhỏ đó. Âm thanh của Toàn nãy giờ cũng không thay đổi á. Các anh chị vẫn thấy con âm thanh nhỏ hay sao? Tại vì Toàn thấy có hai anh chị nhắn âm thanh nhỏ thôi. Dạ. Nhỏ hơn mọi ngày hả? Nhỏ hơn mọi ngày. Nhỏ hơn mọi ngày ha. Nhỏ hơn mọi ngày. Thì Toàn xin phép các anh chị. Toàn xin phép các anh chị một cái. Nếu nhỏ hơn mọi ngày. Các anh chị đợi Toàn tiếng nha. Không nhỏ hơn mọi ngày đâu cả nhà. Cái âm thanh vẫn lớn á. Cái tỷ lệ mà kéo con chuột lên cái âm thanh mid nè. Toàn có thể nói
tại vì toàn kéo lên tỷ lệ cao, kéo lên tỷ lệ cao nó bị hơi gà, bình thường là nó hơi bị gà. Các anh chị thấy sao? Toàn nói kéo lên tỷ lệ gần sát luôn, trăm trăm luôn rồi đó, chín mươi mấy phần trăm, nó bình thường 80% là cái bit là nó to rồi đó. Giờ toàn kéo lên chín mươi mấy phần trăm cho các anh chị đó, các anh chị nghe rõ không ạ? À? Rồi vậy thì toàn giữ ở độ này, tiêu cao quá nhiều khi âm thanh nó ra nó bị bể âm thanh đó. Rất là biết ơn các anh chị. Dạ. Còn một số anh chị mà do máy á. Dạ. Do máy á, thì chúng ta chỉnh lại cái máy của các anh chị nha. À, hẹn các anh chị. Rồi. Em giảm xuống rồi, không im như lúc nãy là giảm xuống được chưa? Em giảm xuống chút rồi đó. Nó đỡ hơn chưa? Giảm rồi đó, giảm xuống chút rồi đó. Dạ. 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 Rồi chúng ta tiếp tục nghe các anh chị. Rồi. Chúng ta tiếp tục một cái. Toàn bộ lộ trình kỳ vọng là chúng ta sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị xóa đi các hạn chế từ nhận thức này. Và chương trình của chúng ta thì nó đơn giản như thế này cả nhà. Đây, các anh chị giúp đỡ toàn vẽ một cái hình tượng này vào giúp toàn ạ. À, các anh chị giúp đỡ toàn một cái hình tượng này. Anh chị vẽ toàn giúp toàn một cái hình tượng này ha. Anh chị vẽ giúp toàn một con thuyền. Mình vẽ xong mình để chữ thuyền vô là được các anh chị. Không có cái gì vi diệu hơn là mình chú thích hết chứ. Ừ, mình vẽ một con thuyền. Con thuyền này dạ một con thuyền, thì con thuyền này trên một cái dòng sông, còn xin phép vẽ dòng sông này nước chảy nó hơi xiết chút xíu, có nghĩa là nước chảy nó hơi hơi nhanh. Dạ. Có một con thuyền trên một cái dòng sông. Thuyền này thì mong muốn kỳ vọng á là di chuyển từ điểm A đến điểm B. Thì mong muốn di chuyển từ điểm A đến điểm B. Toàn xin phép các anh chị toàn mượn một cái hình tượng con thuyền trên một cái dòng nước.
kỳ vọng di chuyển từ điểm A đến điểm B, nhưng mà khi đó dòng nước á, dòng nước tình huống thứ nhất là dòng nước thuận theo chiều của thuyền, tình huống thứ hai là dòng nước chảy ngược với chiều của thuyền. Vậy thì các anh chị giúp đỡ Toàn chút xíu, Toàn muốn xác nhận lại cái nhận thức cho chúng ta để Toàn hỗ trợ cho tất chị, các anh chị hiểu một cái tri thức rất là quan trọng trước khi chúng ta vào lộ trình. Đó là nếu mà có một chiếc thuyền trên một cái dòng nước mong muốn đi từ điểm A đến điểm B và dòng nước thuận chiều, thì theo các anh chị tiền đơn giản để đi tới đích không ạ? À? Cả nhà, nếu dòng nước thuận chiều thì thuyền đơn giản để đi tới đích không cả nhà? Đơn giản. Nếu lúc đó có người cầm lái và có cả động cơ nữa thì sao ạ? À? Cả nhà, nếu có người cầm lái và có cả động cơ nữa sao ạ? À? Thì thuyền sẽ rất là nhanh về tới đích, đúng không ạ? Thuyền sẽ đi rất là nhanh về tới đích. À, nhưng mà nếu cái không có người cầm lái nè, cũng không có động cơ mà dòng nước thuận chiều thì sao các anh chị? Vẫn khả năng thuyền vẫn di chuyển từ A đến đến B, được không ạ? À? Nhưng mà tình huống thứ hai đó là mình xét về việc con thuyền đi từ điểm A đến điểm B nhưng mà dòng nước ngược chiều mà không người cầm lái, không có động cơ, thì theo các anh chị chuyện gì xảy ra? Nếu mà dòng nước ngược chiều, không người cầm lái, không có động cơ thì sao ạ? À? Thì hầu như rất là khó tới đích. Nhưng mà nếu có người cà chèo lái thì sao cả nhà? Nếu có người chèo lái thì sao? Và có động cơ thì sao? Có khả năng người đó sẽ có thể về đích. Nhưng mà nếu ngừng lại cầm lái và ngừng lại động cơ thì nó sẽ ngược chiều lại. Vậy thì hình tượng này chúng ta thấy đơn giản để hiểu đúng không ạ? À? Vậy thì bắt đầu Toàn lấy một cái ví dụ. Nếu ví cuộc đời của một con người như một chiếc thuyền thì có ai để ý rằng hàng trăm người thì đâu đó có một vài người có cuộc sống thuận lợi. Còn đa phần là rất là gian truân và khó khăn trong bước đường đi của mình không ạ? À? Và những người đó phải rất là nỗ lực, rất là nhiều thì mới có thể có được cuộc sống mà như ý muốn của họ. Các anh chị có cảm giác xã hội chúng ta đang đang có những tình huống nó xảy ra không? Đó là hàng trăm người thì đâu đó có một hai người có cái cuộc sống thuận lợi, còn đa phần là cuộc sống rất là gian truân và khó khăn. Có nhiều người có thể thuận lợi về tiền bạc nhưng không có thuận lợi trong hôn nhân, có nhiều người bước đầu thuận lợi trong hôn nhân nhưng mà cũng không có thuận lợi trong trong tài chính, có nhiều người thuận lợi trong tài chính nhưng không thuận lợi trong sức khỏe, có nhiều người có những lo lắng trăn trở đau khổ vướng mắc. Thì có phải hiện tại chúng ta có để ý hàng trăm người thì đâu đó một hai người thì cuộc sống mới thuận lợi không ạ? À? Còn đa phần cuộc sống rất là gian truân. Nếu mà ai đó buông luôn mục tiêu của cuộc đời, không cầm lái con thuyền này, thì hầu như cuộc đời cứ lênh đênh trôi nổi trên cái dòng nước. Thì nếu chúng ta lấy con thuyền
để đại diện cho cuộc đời của một con người. Vậy thì dòng nước là gì đối với hình tượng này? Thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, dòng nước chính là nguyên lý và những nguyên lý. Những quy luật, những nguyên lý. Từ tự nhiên đến đến xã hội là đại diện cho dòng nước. Vậy thì nếu ai đó mà cuộc sống đang gian truân khó khăn, thì thay vì chúng ta tìm một lý do gì đó để đại diện cho cái điều đó, thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta rất là đơn giản là chúng ta đã sống ngược với những quy luật và nguyên lý. Y như hình tượng, chúng ta đi trên một con thuyền mà ngược với dòng nước. Nếu không có cầm lái vững chắc và không có động cơ thì chúng ta sẽ mãi mãi bị thụt lùi. Còn nếu có cầm lái vững chắc và có động cơ, chúng ta gian truân đến đích. Nhưng nếu ai đó phước báo kiểu như sao mà sống thuận với những quy luật, thuận với những nguyên lý, thì đôi lúc cũng cầm lái, có thể đôi lúc vơi đi cái cầm lái, thì khả năng về tới đích cũng sao ạ? Cũng cao. Vậy thì sau khi được cao nhân chỉ điểm điều này, thì toàn cảm giác được rằng cuộc đời này nó không có phức tạp nữa, mà cuộc đời này rất là đơn giản. Nếu chúng ta sống thuận theo được những quy luật, thuận theo được những nguyên lý, thì cuộc đời chúng ta chỉ cần sao ạ? Định hướng cuộc đời tương đối, có nghĩa là chúng ta cầm lái lại cái con thuyền này. Và nếu ai đó gắn vào động cơ nữa thì người đó sẽ rất là đi nhanh tới đích. Vậy thì bắt đầu từ khi nhận được những cái thông điệp này, nhận được những tri thức này, toàn quan sát lại xã hội thì cảm giác được rằng con người thật sự chúng ta đang sống ngược với những quy luật và nguyên lý. Vậy thì lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm, một lộ trình để hỗ trợ cho các anh chị xóa đi các rào cản nhận thức nội tâm, từ việc tầm thường hóa bản thân đến việc sợ thất bại, sợ chỉ trích phê bình, thiếu điều kiện, thiếu hiểu biết, thiếu tầm nhìn về tương lai, thì lộ trình này nó sẽ hỗ trợ chúng ta thuận lại các quy luật, thuận lại các nguyên lý trọng điểm của đời người, để từ đó cuộc sống chúng ta sống an vui hơn, hạnh phúc hơn, và chúng ta rất là thuận lợi để có thể đạt được cái cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Ngoài lộ trình xóa đi rào cản các hạn chế tự nhận thức này để cho các anh chị chuyển hóa, bên cạnh đó thì nâng tầm nhận thức nội tâm của các anh chị để kiến tạo một cuộc sống an vui hạnh phúc, thì ẩn chứa đằng sau đó là hỗ trợ cho các anh chị bắt đầu có được cái cuộc sống mình khôn ngoan hơn. Khôn ngoan ở đây không phải là chúng ta tài giỏi hơn người gì, mà chúng ta biết sống thuận theo quy luật và nguyên lý hơn. Và những ngày tới đây là những ngày Toàn sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị các quy luật, các nguyên lý chi phối cuộc đời của một con người, để từ đó chúng ta biết chúng ta đang bị chi phối bởi những quy luật nguyên lý chính nào, và từ đó chúng ta thuận theo nó. Và một trong những quy luật mà xuyên suốt luôn Toàn hỗ trợ cho tất cả các anh chị, bởi vì bất kỳ ai á, Toàn xin phép chia sẻ ý này trước sau khi chia sẻ quy luật đó. Đó là bất kỳ ai trong số chúng ta hiện tại
Các anh chị cũng cũng bị chi phối cuộc đời của mình bởi góc nhìn, bởi khoa học nè, góc nhìn bởi của tôn giáo tín ngưỡng, góc nhìn của khoa học, góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng. Góc nhìn của đạo lý. Bất kỳ ai trong số chúng ta hiện tại cũng đều bởi chi phối, cái cuộc sống của mình đều chi phối bởi ba góc nhìn này. Ba góc nhìn này đang chi phối cuộc đời của con người sao? Theo cái cách khác nhau. Có những người sẽ bị chi phối bởi góc nhìn của khoa học là chính trong cuộc đời. Nhưng có những con người chịu chi phối bởi góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng và sống và làm việc theo cái triết lý của tôn giáo tín ngưỡng, theo cái hướng của tôn giáo tín ngưỡng. Có một số người thì sống theo đạo lý của cuộc sống. Thì dù bất kỳ ai trong số chúng ta cũng xoay quanh quá trình chúng ta sao tìm hiểu cái kiến thức của xã hội, hay là những chi phối cũng xoay quanh các chi phối này. Vậy thì dù góc nhìn gì thì cũng tôn trọng, rất là tôn trọng một cái quy luật, đó là quy luật về về nhân quả. Đây là một quy luật chi phối cuộc đời của một con người. Nếu ai mà biết sống thuận theo quy luật này thì cuộc đời của một con người sẽ dần dần thông dong hơn, giống như chúng ta thống sống thuận thuận theo dòng nước. Nhân quả của con người thì được chia ra ba cái. Nhân quả của vũ trụ quan, nhân quả của vũ trụ quan, ý nghĩa là chúng ta nói về tôn giáo tín ngưỡng á, người ta sẽ nói con người sống như sao thì sau khi mất thân đi, ngôn ngữ của dân gian được gọi là chết đi, thì sẽ về đâu? Thì người ta nói về nhân quả đó. Nhân quả thứ hai là nhân quả của thế giới quan. Nhân quả của thế giới quan. Ví dụ, chúng ta muốn ăn một loại trái cây gì thì ngay tức khắc, nếu chúng ta muốn ăn loại trái cây đó mà chính chúng ta trồng, thì có phải các anh chị kiếm hạt giống của cái cây đó không? Sau đó chúng ta tiến hành làm gì ạ? Gieo trồng đó. Sau đó chúng ta tiến hành chăm sóc. Khi chúng ta chăm sóc thì cây lớn lên. Cây lớn lên thì cho ra quả. Và chúng ta gặt được quả đó là chúng ta ăn ngon, ăn cái trái cây đó. Thì một quá trình từ khi gieo hạt đến khi ăn quả đó, đó là một quá trình quản trị nhân quả của thế giới quan. Chọn giống như thế nào, gieo trồng ra sao, chăm sóc thế nào để cho cây ra quả, là có phải chúng ta đơn giản để có thể làm được điều đó đúng không ạ? À? Cả nhà, chúng ta đơn giản được làm điều đó thì chúng ta được gọi là chúng ta quản trị được nhân quả của thế giới quan. Ví dụ nha, chúng ta muốn xây một ngôi nhà, muốn xây một ngôi nhà
Có phải chúng ta làm rõ trong tâm trí của chúng ta là chúng ta cần xây ngôi nhà làm sao? Sau đó chúng ta nhờ những người kiến trúc sư vẽ nên bản vẽ, hoặc là ai đó vẽ cái bản vẽ của ngôi nhà. Sau đó nhờ thợ này thợ kia xây dựng, thầu cái xây cho chúng ta. Và sau khi thợ xây rồi, bắt đầu nội thất đồ đưa vào, sau đó xây dựng hết tất cả, thì sau đó chúng ta ra một ngôi nhà. Một cái quá trình khi muốn xây nhà đến khi có ngôi nhà để ở là một quá trình quản trị nhân quả. Nhân là mình muốn một ngôi nhà, sau đó có quả là một ngôi nhà, thì đó là chúng ta quản trị nhân quả của thế giới quan. Hay nói đơn giản là những người nội trợ là những con người quản trị nhân quả rất, thế giới quan rất tốt. Chúng ta hình dung buổi chiều hay buổi sáng nấu một cái món ăn gì đó cho gia đình. Sau đó chúng ta biết rồi, muốn nấu món ăn đó chúng ta đi chợ mua cái gì cái gì cái gì, sau đó bắt đầu nấu sao 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 cái dọn lên mâm cơm y như những gì mình đã ước tính bước đầu tiên đó, thì có phải đó là một quá trình quản trị nhân quả không cả nhà? Nhân là chúng ta muốn nấu một cái món ăn, quả là chúng ta muốn nấu một cái món ăn cho gia đình. Cái nhân trong tâm thức của chúng ta mong muốn và làm, cuối cùng chúng ta tạo ra được đó. Các anh chị hiểu ý này không ạ? Cả nhà. Toàn xin phép các anh chị xác nhận lại những gì Toàn chia sẻ để chúng ta có thể đi tiếp á. Vậy thì nhân quả của thế giới quan là như vậy. Lúc nãy nói nhân quả của vũ trụ quan toàn ngừng lại một chút xíu là bởi vì cho các anh chị thấy nhân quả của thế giới quan nó theo hướng đó một cái. Vậy thì hiện tại trong cuộc sống chúng ta quản trị nhân quả của thế giới quan đơn giản không cả nhà? Các anh chị có thấy quản trị nhân quả của thế giới quan đơn giản không? Đơn giản nha. Rồi. Nhân quả của vũ trụ quan thì trong tôn giáo tín ngưỡng đã dạy chúng ta. Chúng ta muốn lên thiên đàng thì chúng ta sẽ theo tôn giáo nào? Chúng ta muốn thành Phật thì muốn về với thánh. Muốn làm gì làm gì làm gì, có phải mỗi tôn giáo tín ngưỡng là cho chúng ta biết được làm cái gì sống, làm cái gì sẽ đi về đâu không? Cả nhà. Có phải là mỗi tôn giáo tín ngưỡng, rồi có những tín ngưỡng là thờ cúng ông bà, thì theo các anh chị nếu thờ cúng ông bà thì sau khi mất đi thì về đâu? Các anh chị về đâu ạ? À? Về với ông bà. Được không ạ? À? Các anh chị về với tổ tiên ông bà. Các anh chị nắm được ý này không? À, vậy thì vũ trụ quan là cái gì? Thế giới quan gì? Thì còn một nhân quả nữa rất đặc biệt, đó là nhân quả của nhân sinh. Nhân quả của nhân sinh quan. Nhân quả của nhân sinh quan. Ví dụ ha, toàn nói các anh chị, các anh chị hiểu liền à. Đó là chúng ta kết hôn. Chúng ta kết hôn. Có phải là chúng ta mong muốn một hôn nhân hạnh phúc không cả nhà? Hòa hợp hạnh phúc. Ai ở đây đã kết hôn hoặc là đang ý tưởng kết hôn, có phải chúng ta mong muốn một hôn nhân hòa hợp hạnh phúc không cả nhà? Vậy thì cái nhân đầu tiên là chúng ta muốn một cái hôn nhân hòa hợp hạnh phúc. Nếu gặp ra quả là sao ạ? Là hôn nhân hòa hợp hạnh phúc thì có nghĩa là chúng ta quản trị được nhân quả của hôn nhân hòa hợp hôn nhân, đúng chưa? Và mối quan hệ hôn nhân giữa con người với con người là mối quan hệ nhân sinh.
Được chưa? Mối quan hệ hôn nhân giữa con người với con người thì đó là mối quan hệ nhân sinh. Vậy thì bắt đầu chúng ta mới rà soát lại xã hội hiện tại. 100 cặp hôn nhân kết hôn với nhau thì các anh chị quan sát những người xung quanh thôi, không cần phải đủ số cặp đông, bao nhiêu hôn nhân sẽ hòa hợp hạnh phúc, các anh chị cảm giác bao nhiêu hôn nhân thật sự hòa hợp hạnh phúc? À vậy thì gieo trồng một cái cây, sau đó cho cái cây cho ra trái thì tỷ lệ người trồng mà cây ra trái tỷ lệ cao không cả nhà? Tỷ lệ người trồng mà cây ra trái tỷ lệ cao không? Cái cây á, mình muốn trồng cho ra trái á, nhưng tỷ lệ người muốn hôn nhân hạnh phúc mà để có hôn nhân hạnh phúc tỷ lệ đó cao không? Người muốn hôn nhân hạnh phúc để cho hôn nhân hạnh phúc tỷ lệ thấp. Vậy thì khả năng quản trị nhân quả của nhân sinh của con người là kém. Chúng ta phải tự thừa nhận bản thân mình quản trị nhân quả của nhân sinh là kém. Ví dụ nha, quản trị về sức khỏe và sắc đẹp của mình cũng là một trong những quản trị nhân quả của nhân sinh. Mình muốn mình khỏe, nhưng mà nhiều anh chị cũng không biết làm gì để cho khỏe. Có ý muốn thôi, nhưng không biết nhân quả kiểu sao. Hiểu này không ạ? À, mình đang nói tỷ lệ á, mình không có nói phụ thuộc vào người nào, nhưng chúng ta quan sát cái tỷ lệ hiện nay của xã hội á cả nhà. Chúng ta đang toàn đang dẫn dắt hỗ trợ cho các anh chị để nói với các anh chị rằng đó là chúng ta có thể quản trị nhân quả của thế giới quan và hiện nay vũ trụ quan thì chúng ta không kiểm chứng được toàn diện, nhưng cũng tin vào tôn giáo tín ngưỡng thôi. Chúng ta mới quan sát lại về nhân sinh là từ giáo dục con cái đến sức khỏe đến công ăn việc làm của chúng ta thì hầu như tất cả không phải chúng ta đơn giản để quản trị nó, và hầu như chúng ta phải nghiêm túc nhất có thể thì nó mới có thể có được. Còn nếu chúng ta buông lơ và không có sao ạ, không có cầm lái cái con thuyền đó thì hầu như nó sẽ không đạt. Vậy thì chứng tỏ rằng có khả năng rằng chứ là chúng ta đối với nhân quả của nhân sinh chúng ta đi ngược với quy luật. Hiểu này không cả nhà? Cả nhà nắm ý toàn nói không? Tỷ lệ hàng trăm con người mà không có bao nhiêu người đạt được cái điều đó. Có nghĩa rằng là chúng ta đang đi ngược với quy luật của nhân quả nhân sinh. Nếu chúng ta chọn biết biết điều này thì chúng ta nhận thức lại coi nhân quả của nhân sinh đang ảnh hưởng chúng ta như thế nào. Cái gì là nhân, cái gì là duyên, cái gì là quả. Và từ đó trở đi sao ạ? À? Chúng ta sống thuận theo cái quy luật đó. Và chúng ta biết nhân là gì, chúng ta bồi dưỡng duyên kiểu sao và quả thế nào, thì từ đó trở đi chúng ta sao, chúng ta sẽ sống thuận với nó. Đầu tiên chúng ta biết quy luật nhân quả của nhân sinh trước, sau đó sống thuận theo, thì đó là một trong những điều mà lý do tại sao các anh chị được mời vào đây. Một số anh chị đã vào môi trường này, họ bắt đầu họ thấu hiểu, học tập, tham gia vào chương trình thì từ đó hiểu được một phần nào đó. Sau đó cuộc sống của họ đã thuận lợi hơn so với trước đây. Nên các anh chị đó đã mời các anh chị vào đây. Thì chúng ta sẽ không nhúng vào nhân quả của thế giới quan, cũng không nhúng vào những nhân quả của vũ trụ quan, mà chúng ta tìm hiểu về nhân quả của nhân sinh quan. Và quy luật nhân quả của nhân sinh thì nó lại có thêm một cái thuật ngữ đặc biệt nữa,
đó là duyên đối với nhân sinh, thì nó lại có một cái thuật ngữ rất là đặc biệt, đó là duyên, nên nó có quy luật nhân duyên và quy luật nhân quả, gáp lại là nhân duyên quả. Vậy thì lộ trình mà chúng ta đi trong suốt cái lộ trình 21 buổi là một lộ trình thấu suốt nhân duyên quả của nhân sinh. Toàn xin phép các anh chị toàn lặp lại từ đó. Lộ trình của chúng ta 21 buổi nâng tầm nhận thức nội tâm là một lộ trình thấu suốt nhân duyên quả của nhân sinh. Toàn xin phép các anh chị toàn lặp lại. Một lộ trình mà chúng ta đi trong 21 buổi với tên gọi là nâng tầm nhận thức nội tâm, lúc nãy chúng ta nói ẩn sâu bên trong là một lộ trình thấu suốt nhân duyên quả của nhân sinh. Nên 21 buổi này sao ạ? Rất là quan trọng. Nó quan trọng đối với cá nhân của Toàn, vì các cao nhân đã chỉ điểm cho Toàn cái lộ trình này. Thì từ đó Toàn cảm giác được rằng cuộc đời của mình bắt đầu sống thuận lên, và thực tế rằng cuộc đời bắt đầu thuận hơn. Sau đó thì Toàn chia sẻ những điều này cho những anh em xung quanh, những người xung quanh. Ai đó bắt đầu tiếp nhận nó thì cuộc sống vẫn thay đổi, thêm thay đổi. Và những anh chị trong suốt 29 và 28 khóa trước, thì một số anh chị vào đây học tập thì đã thấu suốt một phần nào đó nhân, hoặc là thấu suốt về duyên, thấu suốt về quả. Thì một số anh chị thì lại thấu suốt cả nhân duyên quả. Thì cuối cùng cuộc đời đã thuận lợi hơn, là bởi vì chúng ta biết được kiến tạo nhân tốt làm sao, duyên như thế nào là duyên lành, và quả như thế nào là quả như ý trong cuộc sống. Nên lộ trình 21 ngày này là lộ trình thấu suốt nhân duyên quả. Thì sau khi chúng ta thấu suốt được nhân duyên quả này, thì từ đó trở đi các anh chị sẽ biết cách tự sống thuận theo nhân quả của nhân sinh. Một người mà quản trị được nhân quả của nhân sinh thì cuộc sống của người đó dần dần sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Và chúc mừng các anh chị vì các anh chị đã có mặt tại đây. Các anh chị có mặt tại đây nó rất quan trọng, bởi vì các anh chị có một cái cơ hội để thấu suốt nhân duyên quả của nhân sinh. Và toàn chúc mừng các anh chị và tri ân các anh chị vì các anh chị đã có mặt trong trong lộ trình này. Chúng ta có thể cho một tràng pháo tay chung để tri ân về sự hiện diện của tất cả các anh chị tại đây. Và để một cái chúng ta thấu suốt và thuận theo các quy luật một cách trọn vẹn thì nó cả hết một lộ trình chúng ta mới nắm được. Thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một số nguyên lý quan trọng để chúng ta thuận theo. Để từ đó các anh chị sẽ nguyên lý nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta, hỗ trợ cho các quy luật. Thì Toàn sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị tìm hiểu một số cái nguyên lý quan trọng. Thì nguyên lý đầu tiên mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là nguyên lý ánh sáng. Dạ, chúng ta sẽ tìm hiểu một cái nguyên lý nó tên gọi là nguyên lý ánh sáng. Nguyên lý ánh sáng. Dạ. Đây là một nguyên lý cực kỳ quan trọng trong một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Nguyên lý này
Nó là lộ trình xuyên suốt của chúng ta trong cuộc sống, sau này trong nhân sinh. Từ khi thấu hiểu được nguyên lý này thì cuộc đời của con người nói chung, cá nhân riêng, cá nhân toàn và tổ chức của chúng ta nói riêng thì ngày càng thuận lợi hơn, là bởi vì chúng ta bắt đầu biết sống thuận theo nguyên lý này. Nguyên lý ánh sáng nó rất là đơn giản, nhưng mà Toàn sẽ mượn một hình tượng để cho các anh chị có thể hình dung được. Đó là chúng ta mượn một cái hình tượng là một cái căn phòng tối. Mượn hình tượng là một căn phòng tối. Chúng ta mượn hình tượng là một căn phòng tối. Và mong muốn của chúng ta là căn phòng này nó sáng. Thì như các anh chị đã biết, ánh sáng và bóng tối á, như chúng ta đã biết, ánh sáng và bóng tối có phải không tồn tại được song song với nhau không ạ? Có phải không không tồn tại song song với nhau đúng không cả nhà? Ánh sáng và bóng tối. Các anh chị có hình dung không ạ? Đó là ánh sáng và bóng tối không tồn tại song song với nhau. Nếu Toàn nói gì, các anh chị hình dung được cái này không ạ? Có nghĩa là khi có ánh sáng thì sao? Bóng tối nó sẽ tan biến. Còn nếu sự hiện diện của bóng tối thì ánh sáng nó không có tồn tại, không có ở đó. Cái khái niệm này được gọi là nhị nguyên. Đó là hai mặt đối lập của một một vấn đề nào đó. Sáng tối, tốt xấu, vân vân. Vậy thì theo nhị nguyên như vậy thì chúng ta thử coi cách xử lý làm sao đối với căn phòng tối này khi chúng ta kỳ vọng phòng sáng. Nếu chúng ta lấy hết bóng tối ra, bóng tối được lấy ra khỏi đây, thì nếu một căn phòng tối mà bóng tối sao ạ? À? Nếu một căn phòng tối mà bóng tối được lấy ra hết thì có phải theo nhị nguyên thì sao? Thì ánh sáng sẽ xuất hiện, đúng chưa ạ? Đó là hành lang theo cái lý thuyết như vậy. Nếu chúng ta lấy hết bóng tối thì ánh sáng nó sẽ xuất hiện. Cái thứ hai đó là chúng ta đưa ánh sáng vào thì bóng tối nó sẽ biến mất và căn phòng sẽ sáng. Vậy thì về mặt lý thuyết là lấy hết bóng tối thì căn phòng sẽ sáng. Về mặt thực tế thì không thể lấy hết bóng tối ra ngoài, đúng không ạ? À? Đúng không cả nhà? Về mặt thực tế thì chúng ta không thể lấy hết bóng tối ra. Nhưng về mặt lý thuyết, đưa ánh sáng vào thì căn phòng sẽ sáng. Và về mặt thực tế thì sao ạ? À? Đưa ánh sáng vào thì căn phòng sẽ sáng. Vậy thì trong hai giải pháp mà chúng ta, giải pháp thứ nhất là lấy bóng tối ra ngoài, và giải pháp thứ hai đó là đưa ánh sáng vào, thì hầu như con người sẽ chọn giải pháp đơn giản và khả thi hơn. Đó là chúng ta sẽ đưa ánh sáng vào căn phòng để phòng sáng. Về mặt nhận thức về mặt nhận thức thì đây là một cái nhận thức hầu như một bạn nhỏ có khoảng 3 tuổi là có nhận thức này. Ai ở đây có cảm nhận con chúng ta tầm khoảng 3 tuổi đổ lại, 2 đến 3 tuổi, thì khi con vào một căn phòng tối, con có phải tìm cách
bấm đèn lên, bật đèn lên cho sáng không ạ? Có phải là về mặt nhận thức các con 2, 3 tuổi là đã có nhận thức này đúng không cả nhà? Và việc đưa ánh sáng vào trong một cái căn phòng thì là việc làm đơn giản nhất có thể, và ai hầu như cũng cũng biết điều đó. Nhưng mà tại sao Toàn lại chia sẻ cái ý này? Bởi vì nếu chúng ta biết được nguyên lý này thì nơi nào có bóng tối, dù 1.000 năm nơi đó có bóng tối, thì chúng ta đưa ánh sáng vào thì nơi đó vẫn sáng không cả nhà, dù 1.000 năm tối tăm, không có 1.000 năm nơi đó đã chứa bóng tối, nhưng chỉ cần một ánh sáng vào thôi, trong một tích tắc là nơi đó đã sáng lên chưa cả nhà? Đây là một nhận thức quan trọng à. Toàn không phải có lý do, không có lý do đâu mà Toàn lại nói tại đây rất là từ tốn chậm rãi và để xin xác nhận nhận thức của các anh chị đâu. Toàn xin phép nói lại, nếu nơi nào tăm tối hàng ngàn năm, một ánh sáng đưa vào thì theo các anh chị, bóng tối cũng tan biến không ạ? Dù đã bóng tối đã tồn tại hàng ngàn năm. Tan biến. Vậy thì bắt đầu chúng ta mới lấy ví dụ về cuộc đời của con người để coi chúng ta có thể làm gì với cuộc đời của con người. Nếu chúng ta biết được nguyên lý này thì chúng ta coi chúng ta có sống thuận theo nguyên lý ánh sáng đối với cuộc đời của chúng ta hay không. Và tại sao cuộc đời của con người nhiều người đau khổ khó khăn quá? Phải chăng là họ sống ngược nguyên lý này không? Thì chúng ta lấy một cái ví dụ về một cái hình tượng này. Các anh chị giúp đỡ Toàn vẽ một cái ngôi nhà. Nền móng bên dưới á, các anh chị ghi giúp Toàn là nội tâm. Bên tay trái á, trụ cột bên tay trái là sức khỏe. Trụ cột bên tay phải á, là mối quan hệ. Trên mái nhà này là tài chính. Nếu xét về các khía cạnh cuộc đời của một con người để đơn giản hóa nó thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta, đó là xoay quanh cuộc đời của một con người thì xoay quanh đó là nội tâm của người đó, sức khỏe của người đó, mối quan hệ của người đó và về mặt tài chính. Thì họ cho chúng ta lời khuyên cực kỳ đơn giản, đó là nếu muốn làm chủ cuộc đời của một con người, chúng ta chỉ cần làm chủ được nội tâm, làm chủ được sức khỏe, làm chủ được mối quan hệ và làm chủ được tài chính thì chúng ta sẽ làm chủ cuộc đời. Nhưng mà họ cũng nói cho chúng ta biết được một điều rằng vấn nạn của con người cũng xoay quanh vấn nạn ở nội tâm, vấn nạn ở sức khỏe, vấn nạn ở mối quan hệ và vấn nạn ở tài chính. Muốn làm chủ cuộc đời cũng làm chủ nội tâm, làm chủ sức khỏe, làm chủ mối quan hệ và làm chủ tài chính. Nhưng vấn nạn của cuộc đời cũng vấn nạn diễn ra ở nội tâm, vấn nạn diễn ra ở sức khỏe, vấn nạn ở diễn ra ở mối quan hệ và vấn nạn ở diễn ra ở tài chính. Các vấn nạn này
nó có sự tương quan mật thiết với nhau. Ví dụ như các yếu tố nội tâm của con người thì theo các anh chị ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ không ạ? Nếu nội tâm của con người an vui hạnh phúc thì mối quan hệ sẽ sao ạ? Đơn giản để hòa hợp. Nội tâm của con người đau khổ oán trách thì khả năng mối quan hệ của con người dễ đổ gãy không cả nhà? Đổ gãy à? Nội tâm của con người cũng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người đó. Và nội tâm của một con người ảnh hưởng rất lớn đến đến tài chính của một con người. Và tương tự như vậy, mối quan hệ của một người ảnh hưởng đến nội tâm. Mối quan hệ của một người ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Có những nghiên cứu 80 năm để chứng minh một điều rằng mối quan hệ xã hội chất lượng giữa con người với con người quyết định tuổi già của người đó có được sức khỏe kiểu sao, sự thành đạt thế nào. Và mối quan hệ cũng ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tài chính của một con người. Nhưng đâu đó sức khỏe cũng ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm, ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ và ảnh hưởng rất lớn đến tài chính. Nhưng mà tài chính của con người cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, và tài chính con người cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ, và tài chính của một người ảnh hưởng đến nội tâm của người đó. Nên mối tương quan này làm cho chúng ta cảm giác rằng con người rất là nhiều vấn nạn. Nhưng xoay quanh lại thì có bốn vấn nạn chính. Làm chủ được bốn điều này thì chúng ta làm chủ cuộc đời. Thì đó là nội dung mà Toàn muốn nói trước khi nói về nguyên lý ánh sáng cho các anh chị. Bắt đầu Toàn quay lại nguyên lý ánh sáng mà chúng ta đã ứng dụng trong cuộc đời mình, xem coi chúng ta đang ứng dụng thuận hay nghịch nha. Toàn xin phép Toàn xác nhận lại nhận thức của chúng ta một lần nữa. Đó là đối với một căn phòng tối, giải pháp chúng ta lấy bóng tối để kỳ vọng phòng sáng, và giải pháp chúng ta đưa ánh sáng vào. Thì các anh chị có thống nhất với Toàn và đồng thuận với Toàn là giải pháp đưa ánh sáng vào là đơn giản nhất không ạ? À? Các anh chị đồng thuận không cả nhà? Các anh chị giúp đỡ Toàn cái, Toàn xin phép xác nhận nhận thức này lại. Rồi, sau khi chúng ta có nhận thức này rồi, chúng ta biết được rằng ánh sáng mà luôn luôn giữ trong căn phòng này thì bóng tối sẽ sao cả nhà? Nếu ánh sáng luôn luôn giữ trong căn phòng này thì bóng tối sẽ mãi mãi không xuất hiện. Đúng không ạ? À? Bóng tối nó sẽ mãi mãi không xuất hiện nếu ánh sáng giữ. Rồi. Vậy thì bắt đầu chúng ta quay trở ngược lại cuộc đời của chính chúng ta. Khi vấn nạn xuất hiện trong cuộc đời mình thì khuynh hướng nội tâm của con người chúng ta là tìm cách giải quyết vấn nạn, có đúng hay không cả nhà? Cả nhà mình thử ai, mình có thể nhận thức lại thử ai, mình liêm chính với nội tâm của mình là khi vấn nạn cuộc đời mà xảy đến thì chúng ta có phải rằng là chúng ta sẽ tìm cách xử lý nó không ạ? À? Vậy thì trong quá trình chúng ta đưa ra giải pháp xử lý vấn nạn đó thì cái kết quả có phải chúng ta có vấn nạn khác vẫn tiếp tục đến trong tương lai không? Các anh chị, có phải vấn nạn vẫn tiếp tục tái hiện, tái diễn không? Lúc nhỏ thì vấn nạn theo theo tuổi nhỏ. Vì tuổi hơi đứng đứng tuổi thì vấn nạn theo đứng tuổi. Và tuổi già thì sao ạ? À? Vấn nạn theo cái tuổi già, có phải theo tuổi già không ạ? À? Vậy thì theo các anh chị mình đã thuận hay nghịch nguyên lý?
Theo các anh chị thì mình đã sống thuận hay nghịch nguyên lý ánh sáng? Các anh chị, nếu xét về mặt nãy giờ toàn chia sẻ với chúng ta, thì đối với nhận thức này chúng ta đang sống thuận hay nghịch nguyên lý à? Và các cao nhân đã chỉ điểm cho toàn biết được rằng đời chúng ta đã sống ngược nguyên lý ánh sáng, sống nghịch với nguyên lý ánh sáng. Đó là lý do cuộc đời của chúng ta làm sao ạ? Gian truân là đúng rồi. Và toàn tiếp xúc với rất là nhiều người khi tìm về cái cách để làm sao làm chủ cuộc đời của chính mình thì toàn phát hiện hầu như ai cũng sống sao ạ? Ngược với nguyên lý này. Có thể đâu đó một vài khía cạnh của cuộc sống họ lại thuận nguyên lý, nhưng mà rất rất ít người, mọi khía cạnh của cuộc sống, cả bốn cái khía cạnh này, rất ít người sống thuận theo nó. Nguyên lý này nó rất là đơn giản, và nhận thức của một bạn nhỏ 2 tuổi 3 tuổi cũng có nhận thức, nhưng ứng dụng thực tế trong cuộc đời thì con người không đủ nhận thức về điều này. Đó là lý do cuộc đời của con người đa phần là gặp khó khăn. Vậy thì nếu chúng ta sống thuận lại nguyên lý này, chúng ta sẽ làm gì đây? Và may mắn cho chúng ta là các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta cũng cái đồ hình tương tự như vậy, là đồ hình về ngôi nhà này. Các anh chị giúp đỡ toàn vẽ cái ngôi nhà giúp toàn. Các anh chị vẫn ghi chữ nội tâm lớn bên dưới giúp toàn. Sức khỏe là trụ cột bên trái. Mối quan hệ là trụ cột bên phải. Và tài chính là trên mái nhà. Nó có hình tượng gì thì các anh chị có thể nhớ giúp toàn. Có hình tượng đơn giản lắm, các anh chị đặt tay như thế này. Thì đặt tay như thế này là đại diện cho nền móng là nội tâm. Sau đó giơ cái tay lên là trụ cột là sức khỏe. Mối quan hệ đưa như thế này lên nữa thì sao ạ? Là tài chính. Các anh chị làm thử ha. Đây, đây, này, này. Tại sao chúng ta cần nhớ hình tượng này? Con người thì thông thường, có ai có để ý? Nếu toàn nói như thế này, các anh chị thử hiểu ha. Đó là tài chính của con người á, kiếm được vô cùng khó khăn. Nếu nội tâm của họ có vấn đề, sức khỏe có vấn đề, mối quan hệ xã hội có vấn đề, thì có phải tài chính kiếm được vô cùng khó khăn không? Có ai có cảm giác nội tâm đau khổ oán trách, sức khỏe có vấn đề, mối quan hệ thì đổ gãy, thì lúc đó con người kiếm tiền có phải vô cùng khó khăn không? Nhưng nếu ai đó nội tâm rất là an vui hạnh phúc, sức khỏe tốt, mối quan hệ xã hội có chiều sâu và chiều rộng, thì có phải tài chính kiếm được vô cùng đơn giản không? Cả nhà. Cả nhà. Toàn xin phép nói lại nha. Mình ngẫm lại thử ai. Nếu một người có nội tâm rất là an vui, hạnh phúc,
sức khỏe cực kỳ tốt, mối quan hệ xã hội có chiều sâu hoặc chiều rộng trong xã hội, thì tài chính kiếm được vô cùng đơn giản không? Các anh chị có phải không, vô cùng đơn giản không ạ? À? Nhưng mà đâu đó ai đó kiếm tiền chứ gian chưng khó khăn. Sau này cái nhận thức này các anh chị giúp đỡ Toàn á. Ai mà đi kiếm tiền than trời ơi, kiếm tiền khó khăn khổ quá khổ quá, thì các anh chị giúp đỡ Toàn. Các anh chị lấy cái hình này các anh chị chiếu vô họ, các anh chị sẽ thấy nội tâm của họ không an vui hạnh phúc gì chứ. Sức khỏe cũng kém. Mối quan hệ xã hội thì đối với người thân yêu còn tệ, nó nói gì tới người bên ngoài. Và đặc biệt lúc đó tài chính họ kiếm vô cùng khó khăn. Kiếm tiền bao nhiêu cũng kiếm hoài cũng không có tiền gì chứ, không biết tại sao mở khớp à. Nhưng ai đó các anh chị thấy họ vui vẻ, họ thoải mái, họ cảm giác hạnh phúc, cái sau đó sức khỏe họ tốt, mối quan hệ cho chất lượng lắm nghe. Cái họ làm gì sơ sơ ra tiền, làm gì đơn giản cái ra tiền, có ai thấy cái đó không? Các anh chị có quan sát cái đó không? Vậy thì sau này nếu một người nào đó các anh chị gặp mà họ nghèo về tiền bạc, khó khăn trong tài chính, thì chúng ta có thể hiểu được rằng đâu đó nội tâm của họ có vấn đề, có thể đâu đó sức khỏe của họ có vấn đề, hoặc đâu đó mối quan hệ xã hội của họ có vấn đề, nên từ đó mái nhà này không có chỗ trụ á, nên xây lên không nổi. Hiểu ý không ạ? À? Nhưng mà xã hội lại đi ngược tiếp, đó là nỗ lực xây nhà từ nóc. Ai ở đây có cảm giác là xã hội hiện nay có rất nhiều bạn trẻ nỗ lực xây nhà từ nóc không? Đó là xây nhà trên nóc, tối ngày tập trung vào kiếm tiền nhưng quên trụ cột hai bên và quên đi luôn nội tâm. Nên bước đầu tiên, vì còn sự hưng phấn vui vẻ của tuổi trẻ, vì còn có sức khỏe, vì còn có mối quan hệ, nên tài chính bắt đầu kiếm được thấy thích. Nhưng qua thời gian kiếm tiền xong rồi, nội tâm nó lại mất đi sự an vui hạnh phúc, sức khỏe cũng không còn, mối quan hệ cũng đổ gãy, thì tự nhiên tiền bạc mất trắng hết mà không biết tại sao. Các anh chị có quan sát cái này không, hay là ai đã từng trải qua cuộc đời của mình như vậy không ạ? À? Các anh chị có quan sát cái này trong xã hội không? Và ai đã từng trải qua sẽ hiểu điều này. Đúng không ạ? À? Ai mà trải qua thì sẽ hiểu cái này. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta bước vào lộ trình này là để các anh chị có được ba cái nền tảng này. Đây, đây, đây. Bước vào môi trường quyết của chúng ta là để xây dựng nền tảng của cuộc đời của chúng ta, ngôi nhà mà của chúng ta. Nhưng mà không phải là chúng ta chỉ xây dựng cái nền móng bên ngoài đâu ngang, cái vỏ bên ngoài đâu ngang. Đây, đến đây các anh chị xây dựng một cái nền tảng rất là đặc biệt bên trong nữa. Đây, các anh chị giúp đỡ Toàn. Các anh chị đến đây không phải là để chỉ xây đơn giản đâu, mà các anh chị vẽ một cái hình lục giác vô giữa ngôi nhà. Các anh chị còn làm nữa, các anh chị còn có nội thất bên trong nữa. Đó là chúng ta làm giàu trí tuệ. Làm giàu trí tuệ. Tâm thái, làm giàu tâm thái. Chúng ta thắp ngọn đèn trí tuệ, thắp ngọn đèn tâm thái, thắp ngọn đèn nhân cách. Thắp ngọn đèn phẩm chất. Thắp ngọn đèn năng lực. Thắp ngọn đèn thể chất. Và thắp ngọn đèn vật chất.
Các anh chị nhìn thấy đây, nếu chúng ta thắp 7 ngọn đèn này vào trong ngôi nhà, đó là chúng ta làm giàu trí tuệ, làm giàu nhân cách, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất, làm giàu năng lực, làm giàu thể chất, làm giàu vật chất. Thì coi như trong ngôi nhà chúng ta luôn luôn giữ 7 cái ngọn đèn này sáng với nhau. Một ngọn á thì chân đèn vẫn có bóng tối, những ngọn khác nó soi với nhau và nó chiếu sáng hết ngôi nhà. Thì các anh chị có tin được rằng, đầu tiên tin trước đi rồi vài bữa hiểu sau, là vấn nạn về nội tâm, vấn nạn sức khỏe, vấn nạn mối quan hệ, cả vấn nạn về tài chính giảm thiểu dần 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 nếu chúng ta thắp được các ngọn đèn này càng ngày càng sáng trong ngôi nhà của mình không? Cả nhà. Nếu chúng ta làm giàu trí tuệ, tâm thái và nhân cách, đề cử đơn giản thôi, chúng ta có sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn, có phải nội tâm lúc đó rất là hạnh phúc không? Mối quan hệ hòa hợp không? Và sức khỏe cũng bắt đầu về tinh thần, sức khỏe tốt không ạ? À? Vậy thì khi chúng ta thắp 7 cái ngọn đèn này, thì tự khắc sao ạ? À? Những vấn nạn về nội tâm, vấn nạn về sức khỏe, vấn nạn về mối quan hệ và vấn nạn về về tài chính. Nói sao cả nhà? Nó sẽ làm sao ạ? À? Nó sẽ đẩy lùi đi và tất cả các vấn nạn giống như bóng tối vậy đó. Và nếu ai đó giữ mãi cái điều này thì ánh sáng nó vẫn giữ xuyên suốt, thì bóng tối nó không hiện hữu nữa, thì nó sẽ hạn chế dần cái vấn nạn của cuộc đời. Hay nói cách khác là chúng ta làm giàu toàn diện. Đây, cái này nó được gọi là 7 sự giàu toàn diện. Hai, vậy chúng ta tập trung giải quyết vấn nạn, thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta hãy đi làm giàu toàn diện bằng 7 sự giàu toàn diện. Bảy sự giàu toàn diện. Cái thứ nhất là chúng ta quan sát lại xã hội nè, đó là giàu vật chất là một trong những yếu tố sự đại diện cho cái giàu có của xã hội nói chung. Sau đó thì người ta quan sát thấy giàu thể chất. Tại vì có tiền mà lại sức khỏe kém, thì người ta nói có tiền sức khỏe ché kém thì cũng không phải là người giàu. Vậy là người đó người có tiền chứ chưa chắc giàu. Người giàu thật sự với một người có nhiều tiền nó khác nhau không cả nhà? Khác nhau nha. Bên cạnh vật chất thì còn yếu tố thể chất, rồi yếu tố năng lực của một con người. Tại vì có rất là nhiều người tỷ phú kế thừa nhưng thiếu năng lực nên tài chính của họ cũng mất đi. Rồi phẩm chất của con người có vấn đề cũng không đại diện cho sự giàu có thật sự của người đó. Nhân cách của con người cũng đại diện cho sự giàu có của người đó nữa, nên còn cả giàu nhân cách. Tiếp tục vào tâm thái và vào trí tuệ. Chúng ta xét về mặt cái cân đo đong đếm được á, thì về mặt năng lực thể chất vật chất thì đây là một yếu tố về vật chất. Về mặt trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất thì đây là yếu tố phi vật chất của con người chúng ta. Nên là một người được gọi là giàu toàn diện thì người đó phải giàu cả yếu tố vật chất là năng lực thể chất vật chất, và giàu cả yếu tố phi vật chất là trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất.
Toàn xin phép nói lại cái khái niệm cho các anh chị. Toàn xin nhờ các anh chị có một cái nhận thức. Tại vì nhận thức này nó rất quan trọng cho thế hệ sau của chúng ta. Nhận thức này nhìn hình tướng thì cực kỳ đơn giản, nhưng nó sẽ quyết định thế hệ sau của chúng ta sẽ là ai. Nếu ngay từ nhỏ chúng ta nói con của chúng ta lớn lên học tập á, để sau này có công ăn việc làm, có được cuộc sống khá giả với người ta, đừng có giống như ba mẹ cuộc sống nghèo khổ, thì thay vì chúng ta sẽ nói như vậy là bởi vì chúng ta đang nhận thức có tiền chút xíu cho nó sao à, cho nó khỏe hơn cuộc đời, ăn học cho tốt thì cuộc đời tốt hơn. Thì thay vì như vậy thì chúng ta làm sao à, nói với con của mình cuộc đời hãy nỗ lực phấn đấu để trở nên giàu toàn diện. Tại vì thay vì chúng ta sẽ phụ con giải quyết vấn nạn của cuộc đời sau khi con lớn lên, thì chúng ta sẽ chọn giải pháp đồng hành cùng con giàu toàn diện để con không cần xử lý các vấn đề của cuộc sống của con nữa. Theo các anh chị, nếu là bậc phụ huynh chọn một cái giải pháp làm giàu toàn diện cùng với con, hay là chọn giải pháp vấn nạn phát sinh trong cuộc đời rồi đi xử lý, thì theo các anh chị phụ huynh nào sẽ khôn ngoan hơn ạ? Dĩ nhiên là người phụ huynh đồng hành cùng con giàu toàn diện sẽ khôn ngoan hơn. Tại vì bây giờ đừng bao giờ có nhận thức nuôi con tới 18 tuổi thì các anh chị không hết vai trò. Có ai đã từng nhận thức nuôi con 18 tuổi hết vai trò rồi sau đó con hơn 18 tuổi, chúng ta bắt đầu lo nghĩ đến kết hôn. Kết hôn rồi lo nghĩ tới có con. Có con thì con sống hạnh phúc hay không? Có phải chúng ta đã có những nhận thức như vậy trước đây không? Tưởng rằng nuôi 18 tuổi thì sao? Hết vai trò. Có phải không ạ? Và cuối cùng sao ạ? Cha mẹ về già rồi vẫn lo cho con cái. Có ai đang sống trong cái cuộc sống mà tới bây giờ cha mẹ vẫn lo cho chúng ta không cả nhà? Cha mẹ vẫn lo lắng cho chúng ta. Dù lớn rồi cha mẹ vẫn lo lắng cho chúng ta. Vậy thì nỗi lo đó nó sẽ truyền đến đời sau nữa. Và bất kỳ cái phụ huynh nào hiện nay trong nhân loại này, họ cũng rất là lo lắng cho con cái của họ. Dù con cái của họ cuộc sống sao, tại vì không ai đảm bảo rằng cuộc sống con người sẽ tốt đẹp được. Nhưng nếu chúng ta có nhận thức đó là cùng với con, chúng ta đồng hành cùng con giàu toàn diện và định hướng cho con 7 sự giàu toàn diện này, và nói cho con rất rõ rằng cuộc sống này lớn lên là hướng đến sự giàu toàn diện chứ không phải hướng đến có tiền. Không phải chỉ học giỏi mà không phải kiếm tiền nhiều mà là cần phải làm giàu toàn diện. Nếu nhận thức này ngay từ nhỏ con cái chúng ta có được thì sao ạ? À? Cả nhà. Nếu nhận thức này từ nhỏ con cái chúng ta có được thì các anh chị nghĩ sao? Không sao đâu. Nếu nhận thức này con cái chúng ta có được từ nhỏ thì các anh chị nghĩ sao? Ngon hả? Lớn lên thì con hướng đến gì ạ? À? Giàu. Và toàn diện. Có thể con toàn hiện tại chưa có khái niệm toàn diện về những điều này, nhưng con cũng biết được là lớn lên thì cần phải làm giàu toàn diện. Vậy thì ngoài cái việc bồi dưỡng nè, ngoài cái việc bồi dưỡng thể chất, bồi dưỡng năng lực, bồi dưỡng vật chất, thì các bạn nhỏ cần phải bồi dưỡng thêm trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất.
Được chưa? Và nói đơn giản hơn, đó là ngoài cái việc làm giàu vật chất thì chúng ta còn phải làm giàu yếu tố gì à? Phi vật chất. Để hiểu rõ điều này hơn thì Toàn xin phép các anh chị chúng ta lấy hai khái niệm vật chất và phi vật chất á, chúng ta tách riêng để cùng với nhau giao lưu sâu hơn, thì chúng ta quay lại cái đó sau. Nó có một cái khái niệm đặc biệt mà các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta. Các anh chị giúp đoàn tở toàn, các anh chị ghi chữ phi vật chất. Rồi các anh chị ghi chữ vật chất giúp toàn. Vâng, hiểu. Trên bàn không coi. Phi vật chất, các anh chị ghi chữ hóa giúp toàn. Sau đó các anh chị ghi vật chất hóa phi vật chất. Đơn còn này có trợ lý massage cho lưng nữa. Trời ơi, cuộc đời này có trợ lý massage lưng. Đi gần con trai. Ok, chúng ta quay lại nghe cả nhà. Cái khái niệm đầu tiên đó là phi vật chất hóa vật chất. Khái niệm đầu tiên là khái niệm phi vật chất hóa vật chất. Thì khái niệm này các anh chị có quan sát xã hội là người ta làm rất nhiều không? Mình đã cá nhân mình đã từng làm đó cả nhà. Toàn lấy ví dụ là các anh chị sẽ hiểu rõ được là các anh chị đã làm. Ai đang giữ cho mình bên cạnh mình á một cái món đồ kỷ niệm nào đó không ạ? À? Ví dụ như xe nè, ngôi nhà cũ lắm rồi mà lâu lắm mà chúng ta giữ lại. Rồi chiếc xe, quần áo hay cái gì đó chúng ta giữ lại rất nhiều năm. Váy cưới hả? Có ai đó giữ lại cái váy cưới rất là nhiều năm không? Vậy thì về mặt giá cả của những cái sản phẩm dịch vụ đó, những sản phẩm đó, những vật đó, đặc biệt còn nói về chiếc xe đi, về mặt giá cả có phải là chiếc xe mà chúng ta giữ lại đó có thể giá cả nó không cao, nhưng về mặt giá trị đối với chúng ta thì sao cả nhà? Về mặt giá cả đối với giá trị đối với chúng ta thì nó trở nên vô giá, không có tính được giá. Vậy thì giá trị của sản phẩm dịch vụ khi đó nó không còn được định bằng bởi bởi yếu tố vật chất nữa, mà giá trị đó, giá trị của cái vật đó nó định cả yếu tố phi vật chất trong đó. Nên dựa vào yếu tố đó
người ta đã thổi yếu tố phi vật chất vào những vật dụng của nhiều đời trước và họ đã kinh doanh mua bán đồ cổ. Có phải đồ cổ, đồ sưu tầm là những đồ vật đã được thổi yếu tố phi vật chất vào trong đó không ạ? Cả nhà có để ý cái này không? Và tất cả những vật gì hiện nay trong xã hội nó được đẩy giá lên rất cao bởi vì không phải yếu tố vật chất của nó mà bởi vì yếu tố phi vật chất của nó mà nó được đưa giá lên rất cao. Từ tranh, những bức tranh, các anh chị có biết được rằng có những bức tranh được bán lên đến hàng sao à? Hàng trăm triệu đô không? Có những bức tranh, có những món đồ cổ, có những viên đá quý về mặt vật chất với kích thước đó, với như vậy đó, thì giá cả của viên đá nó không bao nhiêu. Nhưng về yếu tố phi vật chất mà do con người chúng ta được thổi vào thì làm cho giá cả, giá trị của sản vật đó nó được tăng lên, tăng lên, tăng lên. Và đó là lý do đó đó, nên rất là nhiều nhà kinh doanh họ đã đưa yếu tố phi vật chất vào trong sản phẩm và dịch vụ của họ, đặc biệt là sản phẩm của họ. Ví dụ như họ bán một cái túi xách. Theo các anh chị, về mặt đồ xa xỉ hiện nay, về túi xách đó, ngoài cái chất lượng thật của cái túi xách đó, thì những cái túi xách lên tới mấy chục ngàn đô một cái túi xách, thì theo các anh chị, yếu tố gì đã quyết định cái túi xách đó có giá rất là cao như vậy? Yếu tố thương hiệu đúng không ạ? À? Nhưng sâu sắc hơn, đó là yếu tố phi vật chất. Xài cái túi đó, trên thế giới này có 10 cái thôi. Có 10 cái à? Không phải ai cũng được xài nó. Và cả thế giới này có bao nhiêu cái đó đó, và ai là người thiết kế ra nó, và ngôn ngữ thiết kế của nó là gì, kiểu như sao, thì người ta tạo ra sự khan hiếm, đánh vào cái danh của con người sở hữu, và nhiều yếu tố phi vật chất mà người ta đã đưa vào thì làm cho giá của sản phẩm dịch vụ đó, giá của sản phẩm đó nó được nâng cao lên, và người mua theo các anh chị họ hài lòng không ạ? À? Theo các anh chị, người họ chấp nhận mua nó hài lòng không cả nhà? Hài lòng. Nhưng mà người không sở hữu nó thì thấy tại sao, lý do gì phải mua nó? Thì cái người đó đang lấy yếu tố vật chất để định giá đó. Nhưng giá trị của sản phẩm đó không định bởi yếu tố vật chất nữa, mà định cả yếu tố phi vật chất. Rồi, có những đôi giày giá cả rất là cao không cả nhà. Nhưng về mặt thiết kế hay là về mặt vật liệu tạo nên nó, đặc biệt là về mặt vật liệu tạo nên nó, thì một người nào đó người ta biết làm giày, người ta cũng có thể làm được đôi giày đó. Nhưng mà những người có những đôi giày bán không tới 100 đô, nhưng có những đôi giày đã bán tới rất là nhiều tiền, là bởi vì ngoài yếu tố vật chất thì yếu tố phi vật chất đã được thổi vào.
Vậy thì một sản phẩm dịch vụ nào đó nâng được giá trị trong mắt người khác khi nó đã bao hàm yếu tố sao ạ? Yếu tố phi vật chất vào đó. Vậy thì bây giờ mình lấy ví dụ cụ thể hơn nè, để cho các anh chị nắm nó đơn giản hơn. Nếu một người mẹ nấu cho con mình một bữa ăn cơm và gia đình mình một bữa ăn, người mẹ đó đi ra ngoài chợ biết lựa vào những cái thực phẩm làm sao cho tốt, sau đó quy cách chế biến làm sao, rất là yêu thương con cái gia đình mà chế biến trân trọng cái bữa ăn của gia đình, sau đó cắt tỉa từng cái bữa ăn, sau đó lên nói với con rằng mẹ mua cái thực phẩm này là thực phẩm hữu cơ kiểu như sao, trong quá trình nấu á thì chế biến sao và thời gian nấu phải đúng như vậy mới cho ra dưỡng chất tốt nhất có thể, và sự phối hợp của màu sắc thực vật trong ăn uống nè, dinh dưỡng nó cân bằng như thế nào trong bữa ăn, và người mẹ đó biết cách nói cho con nghe là mình đã phi vật chất hóa bữa ăn đến như thế nào vào, thì theo các anh chị giá trị của bữa ăn nó được tăng lên không? Khi nếu chúng ta để vào tình yêu thương, để vào những yếu tố trân trọng biết ơn và đưa cái yếu tố phi vật chất đó đưa vào, thì các anh chị nghĩ như sao? Các anh chị tăng không? Tăng các anh chị. Rồi. Nếu một người mua một cái thực phẩm nào đó đưa về nhà để cho ba mẹ mình ăn, ví dụ như yến đi, cái đem về đưa cho ba mẹ, nói ba mẹ ăn đi, yến ngon bổ lắm nè, ăn đi cho khỏe. Với một người nói con biết sức khỏe của ba mẹ ăn sao, sau đó loại yến này rất là đặc biệt à, yến này được từ đâu, chế biến như thế nào, công thức chế biến sao, và làm gì, cái đưa ra cho ba mẹ ăn một cái chén yến. Thì một người mua đại đem về và không phi vật chất hóa đó, phi vật chất đó, với một người đưa yếu tố phi vật chất vào, tình yêu thương của mình vào, sự tỉ mỉ của mình chăm sóc ba với mẹ, thì theo các anh chị khả năng người mẹ ăn cái yến đó đối với người con thứ hai thì khả năng ăn khỏe hơn nhiều không? Theo các anh chị. Theo các anh chị, nếu người con nó biết yếu tố phi vật chất thì người thứ hai có khả năng ăn yến khỏe hơn nhiều không ạ? Khỏe hơn chứ. Ồ, vậy thì việc phi vật chất hóa một cái vật chất nào đó nó giúp cho cái gì cả nhà? Giá trị của vật chất đó được tăng trưởng lên. Giá trị của vật chất đó được tăng trưởng lên. Giá trị của vật chất đó được tăng trưởng lên. Dạ. Rồi bắt đầu chúng ta lấy ví dụ thực tế hơn trong cuộc sống mà ta ứng dụng ha. Ai đã từng nghe ở Nhật Bản á, có một người người ta trồng cái trái cây táo mà người ta trồng tự nhiên, thuần theo tự nhiên. Sau đó ổng mới người trồng táo đó mới nói chuyện với trái cây táo, nói chuyện với trái táo, giao lưu tâm sự nói chuyện. Rồi từ 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 cái mấy cái cây trái đó nó mọc ra những cái trái rất là ngon, và có những lúc làm thí nghiệm á, cắt đôi trái cháo cái táo đó để thêm tháng 2 tháng mà trái táo vẫn còn không có bị hôi thiêu, không bị hư, và lên đài truyền hình rồi, và dần dần ai trong đất nước Nhật
cũng kỳ vọng ăn được trái táo đó, và giá của trái táo đó nó rất là cao. Các anh chị đã từng nghe cái đó đúng không ạ? À? Và bây giờ các anh chị muốn ăn đúng loại táo đó thật sự, có phải ở Việt Nam chúng ta chi trả một cái tài chính cao hơn so với mức bình thường không cả nhà? Cả nhà. Vậy thì họ đã làm gì với trái táo đó? Cả nhà. Họ đã làm gì với trái táo đó? Họ đã phi vật chất hóa cái yếu tố đó. Rồi cụ thể phi vật chất hóa cái gì thì tính sao? Nhưng mình biết giá trị của trái táo nó được nâng lên là do họ đã phi vật chất hóa đó. Cái sau đó từ 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 các anh chị nghe về thực phẩm truy được nguồn gốc không ta? Các anh chị có nghe được thực phẩm truy xuất được nguồn gốc không ạ? À? Các anh chị, thực phẩm truy xuất được nguồn gốc. Nếu các anh chị đi siêu thị, đi nơi nào đó các anh chị mua, mà các anh chị biết cái thực phẩm đó, cái thực phẩm đó được gieo trồng từ ngày nào, thu hoạch từ ngày nào, quy trình sản xuất kiểu như sao, cụ thể chi tiết, thì yếu tố đó nó được cung cấp cho chúng ta, có phải nội tâm của chúng ta rất là an tâm không cả nhà? Rất là an tâm vì chúng ta biết được rằng là cái nơi đó đã trồng kiểu như sao, và một quá trình như vậy thì được gọi là quá trình phi vật chất hóa cái thực phẩm đó. Thì theo các anh chị, giá cả của thực phẩm mà được thổi yếu tố phi vật chất đó vào thì giá cả thực phẩm đó theo các anh chị nó cao hơn so với bình thường không? Cao hơn so với bình thường không ạ? À? Cao ạ. À? Có một số người ở vùng quê thôi, nhưng mà bán những cái thực phẩm rất cao hơn so với người khác, lâu lâu đem ra chợ bán một lần nhưng bán rất là cao, là bởi vì người ta biết cái người đó trồng kiểu sao, cái rau đó được trồng như thế nào kiểu sao, lâu lâu người ta tìm cái thực phẩm đó, người ta mua đúng cái người đó, người ta mua bởi vì người ta trồng sạch như thế nào vân vân, thì người đó đã vô hình chung thổi yếu tố phi vật chất vào mà giá của thực phẩm đó nó được tăng lên, mà người mua hài lòng không cả nhà? Người mua hài lòng không ạ? À? Và lúc đó thì người mua không còn so sánh yếu tố vật chất để định giá sản phẩm nữa, được không các anh chị? Các anh chị nắm được yếu tố này không ạ? À? Vậy thì xung quanh của chúng ta, từ túi xách đến đôi giày, đến quần áo, đến thực phẩm, đến mỹ phẩm, đến dinh dưỡng, đến tất tần tật, họ đều đã phi vật chất hóa hết mọi cái rồi. Cộng rau, cộng cỏ cũng đã phi vật chất hóa hết rồi, để giá trị nó được nâng lên trong trong mắt của người khác. Chỉ còn một cái mà chúng ta làm nữa thôi, đó là chúng ta chưa trọn vẹn phi vật chất hóa bản thân thôi. Đó là tới một cái giai đoạn sản phẩm dịch vụ gì cũng đều đã phi vật chất hóa hết rồi. Bây giờ còn tới một cái giai đoạn rất quan trọng nữa của nhân sinh,
Đó là chúng ta phi vật chất hóa bản thân của chúng ta. Tần xin phép nói lại. Cộng rau cộng cỏ hiện nay người ta đã nâng giá trị thông qua việc phi vật chất hóa nó rồi. Vậy thì tới giây phút con người của chúng ta, đến một giây phút con người chúng ta cần phải sao ạ? À? Cần phải sao cả nhà? Phi vật chất hóa bản thân. Toàn nói lại hen. Toàn nói lại anh cái. Con chúng ta nuôi lớn lên, sau đó có phải các anh chị cho con rèn luyện thể chất tốt, năng lực tốt không ạ? À? Để cho con đi ra ngoài xã hội và con đi làm thuê cho anh ta, ví dụ nghe. Thì khi mà một doanh nghiệp tuyển dụng một người, có phải họ dựa vào yếu tố năng lực và thể chất của sức khỏe của người đó để định trả lương cho người đó bao nhiêu, đúng không ạ? À? Các anh chị. Các anh chị có phải dựa vào năng lực của người đó, sức khỏe của người đó để định lương của người đó không? Vậy thì toàn định nghĩa việc mà dùng năng lực và sức khỏe là yếu tố vật chất để định, thì giá cả của người đó sao là giá trị của người đó để định bởi yếu tố vật chất, thì giá cả này định có hạn và làm cho giá trị của chúng ta bị giảm xuống nếu để người khác định chúng ta bằng yếu tố sao ạ? À? Năng lực và sức khỏe. Vậy thì cuộc sống của một người phụ nữ, cuộc sống của một người phụ nữ khi kết hôn có phải cũng dựa vào giá trị của chúng ta tạo lập cho gia đình mà quyết định cuộc sống của các anh chị sao không? Vậy thì hiện tại chúng ta, giá trị chúng ta đang được tạo lập bởi năng lực chúng ta làm được gì, sức khỏe chúng ta ra sao mà chúng ta sẽ được định giá trị con người chúng ta trong hôn nhân. Nhưng nếu ngày hôm nay các anh chị đến với môi trường này, chúng ta biết phi vật chất hóa bản thân bằng cách làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất, thì theo các anh chị giá trị của con người chúng ta được nâng lên không? Cả nhà. Theo các anh chị thì giá trị con người chúng ta được nâng lên đúng không ạ? Được nâng lên. Giá trị con người chúng ta được nâng lên không cả nhà? Được nâng lên cao. Đừng để con chúng ta đi ra ngoài xã hội, người ta định giá con chúng ta bằng năng lực và thể chất. Và cũng cho con biết được rằng ngoài yếu tố vật chất mà con phải có là năng lực, sức khỏe con có, con cần phải có trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất. Lúc đó con sẽ tự quyết định giá trị con người của mình. Và đừng để cho xã hội này định đoán giá trị của chúng ta, mà các anh chị phải là người quyết định giá trị của các anh chị. Có dám dũng cảm giành lại quyền quyết định giá trị con người chúng ta thông qua việc chúng ta phi vật chất hóa bản thân không? Có dám nói rằng từ giờ trở đi giá trị con người của tôi tự tôi quyết định đó không? Và nếu một người phụ nữ trước hôn nhân hoặc là đang trong hôn nhân mà biết cách phi vật chất hóa bản thân mình bằng cách làm giàu trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, dù chúng ta làm nội trợ, thì việc chúng ta phi vật chất hóa bản thân sẽ đã nâng cao năng lực của chúng ta cộng với yếu tố thể chất mà chúng ta có được. Sáu yếu tố này có được rồi thì theo các anh chị yếu tố vật chất này đơn giản không ạ? À? Cả nhà. Nếu chúng ta làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất, là phi vật chất hóa bản thân, sau đó làm giàu năng lực và thể chất nữa, thì yếu tố vật chất nó trở nên đơn giản không ạ? À? Cả nhà. Đơn giản. Được không? Các anh chị.
Vậy thì con người chúng ta ngày hôm nay người ta định giá cả của chúng ta là bởi vì chúng ta cho họ định bởi yếu tố vật chất. Còn nếu chúng ta làm giàu được trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất thì các anh chị tự quyết định giá trị con người của các anh chị. Vậy thì cách tốt nhất để nâng cao giá trị bản thân của chúng ta là phi vật chất hóa bản thân. Được không ạ? À? Phi vật chất hóa bản thân. Vậy thì lộ trình 21 buổi này là một lộ trình giúp cho chúng ta chuyển hóa, xóa bỏ 6 rào cản. Là một lộ trình để chúng ta thấu suốt nhân duyên quả. Bên cạnh đó, nó cũng là một lộ trình phi vật chất hóa bản thân. Được không? Dám dũng cảm lại, giành lại cái quyền tạo lập giá trị của bản thân chúng ta thông qua phi vật chất hóa bản thân không? Và chúng ta không để người ta định giá chúng ta đơn thuần nữa. Dĩ nhiên thì ta dựa vào năng lực và thể chất của các anh chị để định là đúng rồi đó. Nhưng nếu chúng ta có yếu tố trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất nữa thì hầu như chúng ta sẽ nâng cao giá trị trong mắt của người khác. Nếu là một người phụ nữ, nếu ai ở đây là một người đàn ông, khi kết hôn mà vợ của mình giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, chúng ta chưa gõ tất cả các khái niệm này, nhưng đâu đó chúng ta đã biết sơ sơ gì nó rồi, vài bữa chúng ta gõ sao. Nhưng mà nếu giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, có sức khỏe là thể chất, có năng lực nữa, thì theo các anh chị, nếu chúng ta ai đó kết hôn được với người phụ nữ có 6 cái giàu này thì các anh chị nghĩ sao? Anh chị nghĩ sao? Ai đây là người đàn ông thì có người phụ nữ như vậy thì sao? Và toàn biết ơn vì ai ở đây đã cho vợ của mình, cho con của mình đó cái điều kiện để học tập trong lộ trình này, tham gia lộ trình này. Và người đàn ông nào tạo điều kiện cho vợ mình tham gia lộ trình này là người đàn ông rất là khôn ngoan. Tại vì đây là một lộ trình phi vật chất hóa bản thân. Đây là một lộ trình mà vợ của mình, con của mình sẽ tự quyết định lại giá trị của họ. Nên ai ở đây tạo điều kiện cho vợ mình, con mình học tập trong cái lộ trình này thì toàn tri ân các người người các anh như vậy. Tại vì bản thân người phụ nữ á hoàn toàn có thể tạo lập được giá trị của bản thân mình thông qua làm giàu bốn khía cạnh này. Nhưng mà chúng ta không biết, chúng ta cảm giác được rằng chỉ có năng lực kiếm tiền, năng lực cái gì đó mới đại diện. Nhưng mà không biết được một người phụ nữ giàu trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất sẽ tạo ra một cái thế hệ quý tộc trong tương lai. Tại vì con của mình sẽ tự khắc sẽ có trí tuệ, có tâm thái, có nhân cách, có phẩm chất như thế nào nếu mà người phụ nữ làm giàu được các yếu tố phi vật chất này. Nên lộ trình này các anh chị đừng xem thường nó. Và đây không phải là lớp học phiểu. Nhớ, 21 buổi này là 21 buổi duy nhất trong đời chúng ta học tập. Không có lớp này, không có lớp phiểu gì hết á. Học một lần trọn đời học tập, các anh chị quay lại học 10 năm sau cũng học nhiều đó à. Nhưng mà tại sao có lớp mentor, master? Là bởi vì họ muốn nối được cái lớp học này nên họ xin được học bổng để học các lớp học để đào tạo trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện đó. Nên lớp này không có phiểu mà là lớp này trọn vẹn 21 buổi, chương trình này trọn vẹn 21 buổi để chuyển hóa. Và lớp này không phải không có giá trị mà là bởi vì chúng ta chọn đó là trao giá trị bằng việc các anh chị
phí tỳ tâm, khi các anh chị nhận giá trị các anh chị sẽ có phí tỳ tâm để đền đáp, tiếp nối lại gieo duyên cho khóa sau. Lớp này không học miễn phí, cũng không có là phải lớp phiểu. Chương trình này là một chương trình rất đặc biệt và toàn không thể định giá được. Nếu một lộ trình 21 buổi mà đã phi vật chất hóa được bản thân chúng ta thì không có đồng tiền nào có thể định giá được hết. Được không ạ? Được không cả nhà? Có một số anh chị họ nói là học không hiểu gì. Thì thôi, nhiều khi chúng ta đâu cần hiểu. Chúng ta có thể chỉ biết những cấp bậc học tập, có thể chúng ta biết, chúng ta hiểu, chúng ta thấu suốt nó. Cũng có những cái học tập chúng ta chuyển hóa. Nhiều khi không hiểu mà chuyển hóa cũng được. Tại vì tâm chúng ta chưa định để học tập, và cũng không bị người ta ép chúng ta vô đây học tập, thì nhiều khi chúng ta cũng không hiểu gì. Nhưng các anh chị chỉ hiểu đơn giản vào đây. Lộ trình 21 buổi là lộ trình gì ạ? Lộ trình gì các anh chị? Lộ trình gì? Phi vật chất hóa bản thân. Được không? Cả nhà. Lộ trình này là một lộ trình phi vật chất hóa bản thân. Được hen. Còn cách làm như thế nào? Thì các anh chị tư duy ngược lại chút xíu như thế này. Đó là vật chất hóa yếu tố phi vật chất. Trí tuệ thì các anh chị biết là yếu tố phi vật chất đúng không ạ? À? Trí tuệ là yếu tố phi vật chất. Trí tuệ là yếu tố phi vật chất. Nhân cách, tâm thái là yếu tố phi vật chất. Nhân cách là yếu tố phi vật chất. Phẩm chất là yếu tố phi vật chất. An vui là yếu tố phi vật chất. Bao dung là yếu tố phi vật chất. Trân trọng biết ơn là yếu tố phi vật chất. Vậy thì tất cả những yếu tố phi vật chất đó thì nó đã là phi vật chất. Có phải về nhận thức của chúng ta nó vô hình không cả nhà? Nó vô hình. Các anh chị có phải là hiện tại về nhận thức của các anh chị thì nó vô hình không ạ? À? Vậy thì nếu chúng ta biết cách vật chất hóa yếu tố phi vật chất đó thì lúc đó nó sẽ hữu hình trong nhận thức của chúng ta. Mà nó đã hữu hình trong nhận thức của mình rồi thì khả năng của mình trở thành hoặc sở hữu rất là đơn giản. Nên việc chúng ta vật chất hóa yếu tố phi vật chất là việc làm sao ạ? À? Việc làm cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể có được những yếu tố đó. Vậy thì những ngày tới đây, phước báo cho cá nhân Toàn cũng như các anh chị, đó là các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta các yếu tố phi vật chất, vật chất hóa yếu tố phi vật chất, để các anh chị có thể sao ạ? À? Để các anh chị có thể từ đó muốn sở hữu hoặc trở thành. Các anh chị cứ hình dung cực kỳ đơn giản. Một người nào đó đi theo đuổi một ngành y để họ học, đặc biệt là họ theo đuổi ngành về Tây y đi, Đông y đi. Có phải những người họ bắt đầu theo đuổi Đông y, sau đó họ bắt mạch một cái, nhịp đập của mạch họ có thể dự đoán người bệnh như thế nào không cả nhà? Dự đoán sức khỏe của cái người mà họ bắt mạch không? Theo các anh chị, các bác sĩ bên lĩnh vực Đông y có thể xem mạch để dự đoán được cái bất ổn sức khỏe của người không? Được không cả nhà?
Được hen. Đối với chúng ta không có học tập thì chúng ta gờ lên mạch thì chúng ta lại không biết là có bệnh gì, có phải không? Có phải chúng ta đâu biết sức khỏe anh ta làm sao đâu, dù có gờ lên mạch, người ta có thai hay không có thai cũng không biết luôn. Nhưng mà một người đông y gờ vô mạch biết một người nào có mang bầu không, mang bầu không cả nhà. Một người đông y á, một người bác sĩ đông y biết không? Biết à. Vậy thì tại sao họ biết? Tại sao họ biết? Tại sao họ biết? Tại có học. Thì tại có học nhưng không phải, có nhiều người có học nhưng cũng đâu có biết. Vậy thì trong quá trình học tập sao đó, những yếu tố phi vật chất đó nó trở thành yếu tố vật chất của những người đó, và trong nhận thức của họ nó đã hữu hình trong nhận thức của các bác sĩ đó, nhưng mà vô hình trong mắt của chúng ta, có phải không cả nhà? Có phải nó vô hình trong mắt của chúng ta nhưng mà hữu hình trong nhận thức của họ không? Có không? Vậy thì an vui hay hạnh phúc, có thể giai đoạn này nó đang vô hình trong mắt của chúng ta, nhưng mà hết cái lộ trình này theo các anh chị có khả năng hữu hình trong nhận thức của mình không? Theo các anh chị có khả năng không ạ? Vậy thì nếu làm được điều đó thì chúng ta đã gì ạ? Chúng ta đã làm được điều gì cả nhà? Đã làm được điều gì ạ? Đã làm được điều gì cả nhà? Đã vật chất hóa được các yếu tố phi vật chất đó. Mà nếu mà chúng ta làm được yếu tố vật chất hóa được yếu tố phi vật chất là trí tuệ, tâm thái, nhân cách, thì sau khi chúng ta vật chất hóa nó xong, nó hữu hình trong nhận thức của các anh chị rồi, các anh chị chỉ cần khởi một mong muốn gì à, sở hữu hoặc là trở thành, các anh chị giúp đỡ toàn ngang, các anh chị khởi một cái mong muốn sao à, sở hữu hoặc trở thành. Khi Toàn đã làm được một điều, đó là đã vật chất hóa được cái yếu tố phi vật chất là trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất cho các anh chị rồi, thì khi đó các anh chị chỉ cần khởi khởi cái gì ạ? Khởi cái mong muốn sở hữu hoặc là trở thành, thì lúc đó nó sẽ hữu hình trong nhận thức của các anh chị rồi, và các anh chị khởi nữa thì các anh chị sẽ đạt được điều đó. Anh chị hiểu dụng ý của chương trình chưa? Lộ trình của chúng ta là phi vật chất hóa bản thân, nhưng khi Toàn đã vật chất hóa những yếu tố đó ra rồi, khi các anh chị phải khởi được cái mong muốn sở hữu hoặc trở thành thì các anh chị mới có nó. Và nếu làm được điều đó có nghĩa là chúng ta đã phi vật chất hóa bản thân của mình. Còn nếu mà các anh chị không khởi một mong muốn sở hữu hoặc trở thành thì sao? Theo các anh chị, dù nó hiện trước mặt chúng ta cũng không có nó, bởi vì chúng ta không mong muốn sở hữu hay trở thành thì cũng không thấy nó được. Được không cả nhà? Nên một số anh chị vào đây với một cái tâm niệm học để cho biết thôi thì nó cũng không sao, nhưng các anh chị à, các anh chị sẽ phí thời gian 21 buổi. Nên là ngày hôm nay là ngày đầu tiên, nếu các anh chị đã có mặt tại đây thì các anh chị giúp đỡ Toàn thôi, rảnh thì mình làm giàu toàn diện luôn. Bằng cách là gì? Những ngày này theo đuổi nghiêm túc,
phi vật chất hóa bản thân trong 21 buổi này luôn. Trước đây thì chúng ta tái đi tái lại học 3, 4, 5 lần thì các anh chị mới có thể thấu suốt toàn bộ. Nhưng mà thời gian gần đây thì do cộng đồng chúng ta, các mentor, các master đã hỗ trợ cho Toàn rất nhiều trong cái việc hỗ trợ cho các anh chị. Nên trong 21 buổi này, các anh chị hoàn toàn có thể phi vật chất hóa bản thân mình được. Nhưng với điều kiện mình phải khỏi một cái mong muốn sở hữu hoặc là trở thành mới được. Được không cả nhà? Được hen. Vậy thì khi chúng ta khởi mong muốn sở hữu hoặc trở thành, khởi một mong muốn làm giàu toàn diện, thì lúc thời điểm đó cái từng bước những yếu tố nào vật chất thì chúng ta phi vật chất hóa đó, những yếu tố nào phi vật chất thì chúng ta vật chất hóa đó, và cuối cùng thì chúng ta trở nên giàu toàn diện. Thì vô hình chung trong quá trình mà hoàn thiện nó như thế này thì chúng ta lại thắp được 7 ngọn đèn trong giúp thắp được 7 ngọn đèn trong ngôi nhà này, thì ngay giây phút đó chúng ta hạn chế dần 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 cái vấn nạn của cuộc đời. Thì lúc này chúng ta đã chính thức ứng dụng nguyên lý ánh sáng vào vào cuộc sống. Những ngày tới thì Toàn hướng dẫn thêm cho các anh chị ứng dụng nguyên lý ánh sáng, đặc biệt là chúng ta ứng dụng nguyên lý ánh sáng vào cái nguyên lý kích hoạt não như thế này. Đó là nó có ba cái khái niệm mà chúng ta cần cần nắm để chúng ta kích hoạt được não bộ chúng ta nè. Chúng ta ứng dụng coi nè, bắt đầu Toàn hướng dẫn các anh chị ứng dụng cái nguyên lý ánh sáng vào mọi khía cạnh cuộc sống nè. Nó được gọi là kích hoạt não, nguyên lý kích hoạt não. Đây, các anh chị ghi giúp Toàn ba cái từ nè, đó là bài học, tâm đắc. Ngộ ra. Hoặc là bài học, học tâm đắc ngộ. Cái gì được gọi là bài học? Đó là những gì mới so với chúng ta thì chúng ta gọi nó là bài học. Những gì chúng ta ứng dụng được trong tương lai thì được gọi là điều chúng ta tâm đắc. Và những gì chúng ta trăn trở, suy nghĩ, tư duy nhiều năm tháng chưa có lời giải mà ngày hôm nay nó có lời giải cho cái trăn trở đó thì chúng ta được gọi là ngộ. Thì tất cả bài học đều tâm đắc ngộ ra thì Toàn gọi chung là bài học. Các anh chị có bài học gì? Con người chúng ta, theo các anh chị, để có được sự thành công trong cuộc sống thì việc chúng ta theo đuổi sự trưởng thành quan trọng không ạ? Theo các anh chị thì để có được sự thành công trong cuộc sống thì con người chúng ta theo đuổi sự trưởng thành quan trọng không cả nhà? Bởi vì con người theo đuổi sự thành công chưa chắc thành công, nhưng theo đuổi sự trưởng thành chắc chắn thành công. Tôi xin phép đọc lại câu đó của các thầy cô chia sẻ cho chúng ta. Theo đuổi sự thành công chưa chắc thành công, nhưng mà theo đuổi sự trưởng thành thì sao ạ? À? Theo đuổi sự trưởng thành chắc chắn thành công. Theo đuổi sự chưa thành công chưa chắc thành công, nhưng theo đuổi sự trưởng thành chắc chắn thành công. Và con người muốn trưởng thành thì con người có bài học sẽ trưởng thành. Có phải nghịch cảnh
khó khăn đến với con người ẩn sau cái nghịch cảnh khó khăn mà chúng ta tìm ra được bài học. Có phải từ khi có bài học đó thì những khó khăn nghịch cảnh tương tự đến chúng ta sẽ bước qua rất là đơn giản không cả nhà? Tần xin phép nhắc lại. Có nghĩa là khi khó khăn nè, khi nghịch cảnh đến với một con người thì chúng ta có bài học sau cái nghịch cảnh đó. Và sau khi đã có bài học rồi thì từ đó việc tái lại những việc tương tự, có phải chúng ta đủ năng lực để vượt thoát nó không ạ? À? Thì lúc đó nó không còn được gọi là nghịch cảnh nữa, đúng chưa? Vậy thì con người chúng ta cần bài học để trưởng thành, hay là con người chúng ta cần nghịch cảnh để trưởng thành cả nhà? Mình xác định nhận thức lại nghe. Đó là con người chúng ta cần bài học để trưởng thành, hay là con người chúng ta cần nghịch cảnh để trưởng thành nè? Ồ, vậy thì sâu xa của nó là chúng ta cần cần bài học để trưởng thành. Nhưng mà đâu đó chúng ta chưa đủ nhận thức nên tưởng rằng gian truân khó khăn đến là để chúng ta có bài học. Nó không phải. Chúng ta cần bài học để trưởng thành chứ không phải cần gian truân khó khăn để trưởng thành. Và nếu chúng ta đã có bài học rồi thì khó khăn sẽ không còn đến nữa. Các anh chị có nhận thức được cái này không ạ? À? Bởi vì nó có đến chúng ta cũng không nhận dạng được nó là khó khăn. Các anh chị hiểu ý Tùng nói không cả nhà? Khi có bài học rồi không còn khó khăn đến nữa. Không phải là nó không đến, mà nó có đến thì chúng ta cũng sao? Cũng sao à? Cũng không thấy nó là khó khăn. Tại vì nó có gì đâu khó khăn. Ví dụ, có một con sông là 100 mét. Chúng ta đi đến đó cần vượt qua. Mà chúng ta đã biết bơi hàng 10 cây số rồi. Thì theo các anh chị vượt qua con sông đó 100 mét nó có là vấn đề gì không ạ? À? Nhưng nếu chúng ta không biết bơi thì lúc đó nó mới là gì? Nó mới là khó khăn. Thì tương tự như vậy thì khó khăn đến để chúng ta có bài học và từ đó chúng ta vượt qua. Và con người dần dần hiểu lầm khó khăn đến để tôi có bài học, khó khăn đến để tôi bài học và thấy mình trưởng thành. Nhưng còn một cách trưởng thành nhanh hơn nữa, đó là chúng ta có bài học để trưởng thành. Vậy thì trong những ngày này, thay vì chúng ta làm điều gì đó trong những ngày này để học tập, thì những ngày này chúng ta tổng kết được những bài học, điều tâm đắc ngộ ra, thì toàn gọi chung đây là bài học. Toàn gọi chung đây là bài học. Thì nếu ngày hôm nay, trong suốt lộ trình này, ví dụ như cuộc đời của một con người, chúng ta cần 10.000 bài học để trưởng thành. Thì ta như vậy, nếu chúng ta đợi khó khăn đến, gian truân đến, sau đó chúng ta có bài học để chúng ta trưởng thành. Được không? Thì chúng ta chủ động có bài học điều tâm đắc ngộ ra, toàn gọi chung đây là bài học để chúng ta trưởng thành, thì nó sẽ hạn chế được gian truân khó khăn. Nên ai đâu đó có phải vào đây các anh chị tham gia một lộ trình 21 buổi, cái tự nhiên các vấn nạn cuộc đời nhỏ nhỏ, vấn nạn trong hôn nhân, giáo dục con cái và những cái xung quanh, mối quan hệ con người xung quanh, các anh chị nhúng mình vào cái bước ra lại, tự nhiên các anh chị thấy nó không còn gọi là khó khăn nữa không? Có ai đã trải qua điều này khi đến với môi trường này không? Có để ý cái này không? Hình như lâu quá rồi hay sao rồi đó. Ngày xưa những cái vướng mắc nho nhỏ cũng là vấn nạn lớn của mình à.
Cái tự nhiên vô đây, cái tự nhiên không còn là vướng mắc nữa. Đố các anh chị nó vẫn đến không cả nhà? Đố các anh chị nó vẫn đến không? Theo các anh chị nó vẫn đến không? Nó vẫn đến chứ làm sao nó đi đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta không còn thấy nó là khó khăn nữa? Tại sao chúng ta vẫn còn không thấy nó là khó khăn nữa? Cả nhà. Bởi vì mình có bài học rồi. Vậy thì nếu chúng ta tổng kết được 10.000 bài học, toàn tự cho ra con số này, nhưng nó cũng chưa có nghiên cứu khoa học cụ thể đối với con số này, nhưng mà các nhà khoa học đã cho ra nhiều á, 10.000 giờ, 10.000, 10.000, thì thôi thôi toàn nói chúng ta có 10.000 bài học để trưởng thành. Vậy thì nếu trong hết lộ trình khoảng 3 năm, khoảng 3 năm chúng ta có 10.000 bài học xoay quanh nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính, thì có phải chúng ta kích hoạt được toàn bộ con người chúng ta không? Và từ đó mọi khó khăn trong nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính không còn nữa. Hiểu ý không ta? Cả nhà hiểu ý toàn nói không ạ? Thay vì đợi khó khăn tới thì có bài học từ đó vượt qua, thì bây giờ chúng ta chủ động trong 6 tháng, trong 3 năm làm điều gì? Tổng kết bài học tâm đắc ngộ ra, 10.000 bài học tâm đắc ngộ ra, được không? Được không cả nhà? Thì trên mạng các anh chị có thể, cái app mà Quiz Daily á, các anh chị có thể tải về, trong đó có hướng dẫn các anh chị cái cách viết bài học điều tâm đắc ngộ ra, và chúng ta tổng hợp 10.000 bài học tâm đắc ngộ ra. Vậy thì trong môn nội tâm của chúng ta trong 21 buổi thì toàn quan sát, nếu các anh chị học tập á thì chúng ta cũng không dưới 1.000 bài học tâm đắc ngộ ra trong 21 buổi này về nội tâm. Nên không có ai biết được tại sao mà học có 21 buổi thôi thì bằng hơn 20-30 năm mà các anh chị đã trải qua trong cuộc đời về nhân sinh. Ai đã học trước á, có cảm giác được điều này không cả nhà? Có cảm giác được là ồ, có 21 buổi sao tự nhiên tổng kết luôn cả cuộc đời của mình mấy chục năm vậy ta? Nó không phải, là bởi vì chúng ta đã có bài học nhiều hơn hết thảy mấy chục năm trước. Mấy chục năm trước chúng ta không có đủ cái khó khăn để đến để chúng ta trưởng thành, nhưng mà vô đây chúng ta lại khó khăn đến rồi, chúng ta lại có bài học để trưởng thành. Nhưng vào đây các anh chị sao ạ? Chúng ta có đủ cái bài học để trưởng thành, nên các anh chị cảm giác rằng là y như rằng chúng ta học mấy chục năm trời. Hiểu ý này không cả nhà? Vậy thì các anh chị giúp đỡ Toàn, cứ mỗi ngày trôi qua các anh chị hỗ trợ Toàn, đó là tổng kết mình có bài học gì, điều tâm đắc gì ngộ ra, các anh chị ghi chép lại cẩn thận cái này giúp Toàn. Không có thì các anh chị lên điện thoại, các anh chị cài một cái app, nó tên gọi là Quiz Daily, chữ W, chữ Y, chữ T, chữ Daily hàng ngày á, thì các anh chị cài về, trong đó có một cái phần mềm, cái một cái bộ phận, cái chỗ nó hỗ trợ chúng ta bài học tâm đắc ngộ ra, thì cái đó là của tổ chức Quýt chúng ta làm cái app đó cho các anh chị. Vậy thì phấn đấu trong 3 năm đổ lại chúng ta có 10.000 bài học tâm đắc ngộ ra, được không cả nhà? Thì nếu được như vậy thì có phải trong 3 năm này chúng ta trưởng thành hơn người không? Trưởng thành hơn người đó, chứ không phải đơn giản đâu. Ồ, hay quá ha. Vậy thì chúc mừng các anh chị.
Vì nếu làm được điều này thì não bộ các anh chị đã được kích hoạt. Và đơn giản lắm, nếu chúng ta có bài học thì khó khăn gian truân nó sẽ tự biến mất. Ê, đặc biệt không? Nguyên lý ánh sáng ứng dụng ở đây là gì ạ? À? Bài học chính là ánh sáng, khó khăn gian truân là bóng tối, có bài học đẩy lùi bóng tối. Hiểu không cả nhà? Các anh chị nắm ý Toàn, dụng ý của Toàn nói đây không ạ? À? Bài học là ánh sáng. Vậy thì kích hoạt não bằng cách gì? Đưa ánh sáng vào. Bằng cách hàng ngày chúng ta cho não bộ chúng ta có những bài học về nội tâm, bài học về sức khỏe, bài học về mối quan hệ và bài học về tài chính. Nên con người có thể không cần bằng cấp, nhưng con người muốn có cuộc sống tốt đẹp thì phải có sức học tập cao. Và sức học tập của con người đại diện cho chúng ta chứ không phải bằng cấp hay học vị, mà là sức học tập chúng ta mới đại diện. Cái đặc biệt trong cuộc sống này các anh chị, những gì các anh chị sở hữu đa phần trước khi chúng ta có hiểu biết gì nó. Ví dụ như chúng ta sở hữu sinh mạng trước khi chúng ta có hiểu biết về sức khỏe. Các anh chị có để ý cái này không? Thông thường á là chúng ta sẽ sở hữu trước khi có tri thức, có hiểu biết gì nó. Chúng ta có hôn nhân rồi, sau đó mới biết, mới bắt đầu đi tìm kiếm cách nào để hôn nhân hạnh phúc hòa hợp. Chúng ta có con cái mới học cách dạy con. Có để ý cái đó không? Chúng ta có tiền rồi mới học cái cách xài tiền, chi tiêu tiền sao, cho đi tiền thế nào. Chưa đâu có được học trước đâu. Nên là hiểu biết chúng ta luôn luôn đi sau những gì chúng ta sở hữu. Vậy thì các anh chị muốn sở giữ lại những gì chúng ta sở hữu, chúng ta phải làm gì? Chúng ta làm gì cả nhà? Phải có sức học tập vượt xa những gì chúng ta sở hữu mới được. Nên chúng ta phải có bài học hàng ngày trong cuộc sống để các anh chị trưởng thành. Nên đây là một nguyên lý rất là đặc biệt. Toàn nói này thì kỳ, nhưng nếu các anh chị làm được điều này, Toàn cam kết về sự chuyển hóa của các anh chị. Đó là mỗi ngày các anh chị tổng kết được bài học tâm đắc ngộ ra đúng 21 buổi, Toàn cam kết về sự chuyển hóa của các anh chị. Được không ạ? À? Vậy thì mỗi ngày chúng ta có thể ứng dụng nguyên lý này chơi với con không cả nhà? Các anh chị. Mới đây Toàn đã tiếp xúc với một người anh rất là đặc biệt. Anh hướng dẫn huấn luyện cho những bạn rất là đặc biệt trong cuộc trong xã hội, hướng dẫn để trở thành những người đến thể thao á, những kiện tướng bên thể thao, những người đặc biệt trên thể thao, những gọi là gì, thể thao thì gọi là gì ta, những người đứng đầu bên mảng thể thao thì gọi là gì, Toàn quên này, dạ không phải huấn luyện viên mà vận động viên đứng đầu thì gọi là gì, kiện tướng à, kiện tướng bên mảng đó à, nói là kiện tướng đi, những nhà vô địch, những nhà vô địch, những kiện tướng bên lĩnh vực đó. Thì Toàn mới giao lưu với anh đó, anh đã ứng dụng cái này hay lắm trong quá trình giáo dục con cái á. Mỗi lần con của anh đang huấn luyện con anh chơi tennis thì anh cũng tạo ra những nhân vật đặc biệt về tennis của đất nước mình đó. Thì anh huấn luyện chơi tennis thì mỗi lần con đánh xong thì anh không có hỏi con á là thắng hay thua,
quy chương hay không quy chương, mà con đi đánh á thì anh chỉ hỏi con câu à, bữa nay con có bài học gì? Thì khi mà một cha mẹ hỏi con có bài học gì thì cha mẹ đang định hướng cho sự trưởng thành của con, chứ không phải là định hướng để cho con có bằng cấp, có điểm số để quyết định. Và cái môn vấn đề mình quan tâm mà con mình nó thấy mình quan tâm vấn đề gì thì nó sẽ tập trung vấn đề đó. Nếu con mình, con của chúng ta nó thương yêu ba mẹ thì con sẽ tập trung vấn đề đó. Và nếu con tập trung, các anh chị, con vừa đi học về, các anh chị tập trung vào việc điểm số của con 10 điểm, con bữa nay nhiêu điểm này? 10 điểm hả? Mừng quá. Thì cuối cùng con sẽ tìm mọi cách để 10 điểm. Vậy thì chưa chắc con đã trưởng thành trong học tập. Đúng không cả nhà? Các anh chị hiểu ý này không cả nhà? Vậy thì anh mới là gì? Anh ứng dụng nguyên lý này đặc biệt lắm nghe. Và anh hỏi con có bài học gì? Và ngày hôm nay con cảm thấy làm sao? Con ngộ ra những cái gì? Thì chúng ta quan tâm điều gì thì những người thân yêu chúng ta sẽ nỗ lực làm điều đó nhiều hơn. Vậy thì các anh chị đang quan tâm sự trưởng thành của con hay quan tâm thành tích của con? Thành tích nó sẽ đạt dựa trên sự trưởng thành. Nhưng mà chúng ta quan tâm thành tích thì có thể chưa trưởng thành cũng bằng mọi thủ đoạn để có thành tích thì sao? Hiểu ý này không ạ? À? Vậy thì ứng dụng nguyên lý kích hoạt não này trong trong sao ạ? À? Trong giáo dục con cái được không? Theo các anh chị, quá hay. Hàng ngày con chơi bóng đá hay con học vào lớp học? Ô, con hôm nay con có bài học gì không? Nói cho ba nghe. Sau đó mình kể một câu chuyện cho con nghe. Sao? Qua câu chuyện đó con có bài học gì? Thì hàng ngày mối quan tâm của mình duy nhất đối với con cái là con có bài học gì để cho con trưởng thành. Thì khi đó sao ạ? À? Tự khắc chúng ta bảo vệ con của chúng ta, khó khăn gian truân nó sẽ tự đẩy lùi nếu con làm lớn những bài học ở con trong cuộc sống. Hiểu ý này không ạ? Cả nhà, theo các anh chị, nếu ba mẹ mà ứng dụng nguyên lý này thì các anh chị nghĩ sao trong giáo dục con cái? Nguyên ơi, hôm nay trên trường học được gì kể mẹ nghe không? Học được gì nó khác với bài học gì cả nhà? Các anh chị nè, Nguyên ơi, hôm nay trên trường con có bài học gì không? Con phải hiểu khái niệm bài học là gì, tâm đắc là gì, ngộ ra là gì nghe. Chứ không phải học được gì sao à? Học được gì con sẽ kể học 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 với mình nè. À. Cần con có bài học để con trưởng thành. Nếu ứng dụng được nguyên lý này thì các anh chị à, các anh chị đã bảo vệ con cái của chúng ta trong tương lai đó. Tại vì con có bài học thì khó khăn gian truân nó sẽ tự đẩy lùi. Hiểu ý này không cả nhà? Được, mình chưa có con thì mình ứng dụng với chồng, với vợ. Mỗi ngày hỏi con hôm nay có bài học gì thầy ạ? À, hả? Được, rảnh mà. Mình thoải mái. Có bài học gì ở trường không con? Kể cho mẹ nghe. Bữa nay con đi chơi sao? Con đi chơi với bạn hả? Mẹ không quan tâm đến chuyện con đi chơi với bạn sao đâu. Có bài học gì khi đi chơi với bạn không? Vậy thì mỗi ngày gặp mình đó, mỗi ngày gặp mình đó thì con nó đã thủ trước bài học. Và các anh chị xung quanh đó, nhân sự của Toàn á, các anh chị xung quanh, thầy cô hỗ trợ Toàn á, hồi xưa sợ Toàn lắm. Cứ học xong như thế này nè, cái Toàn hỏi bữa nay có bài học điều gì tâm đắc, có gì ngộ ra không? Cái Toàn nghe thông qua bài học của họ, Toàn cũng có bài học à. Cái gì vậy đó, trong suốt 10 năm qua Toàn nuôi dưỡng sự trưởng thành của Toàn bằng cái này. Và có nhiều người hỏi Toàn, ô sao mà có thể thấu hiểu hay biết những điều này?
để có thể lên chia sẻ và giúp đỡ cho mọi người gì. Có 5, 7, 10 năm không gặp nhau à, sao Toàn có thể biết được những cái này? Và Toàn nói với họ, Toàn cũng không có bị chết đi sống lại, không có bị chó cắn, không có bị này kia. Nhưng mà Toàn biết, Toàn ứng dụng cái nguyên lý này. Được không? Anh chị, anh chị hiểu ý này không ạ? Vũ Thị Nhàn có bài học hay nè, bài học của em là tâm thái luôn an vui ngay cả khi hỉ mũi. Thấy Toàn hỉ mũi nên là có bài học tâm thái luôn an vui khi hỉ mũi. Được không? À. Hồi xưa Toàn cứ hỏi vậy mấy anh em xung quanh sợ lắm. Sợ nhưng không biết Toàn đang làm điều này. Và cuối cùng qua thời gian, các thầy cô bên cạnh của Toàn trưởng thành hết luôn. Cứ gặp Toàn, Toàn hỏi có bài học gì không? Có điều tâm đắc không? Ngộ ra thì thế nào? Trường hợp thì con hỏi bố mẹ sao được chứ? Bố mẹ, trong cuộc đời của bố mẹ, mẹ có bài học gì lớn mẹ có thể kể cho con nghe được không, để cho con có bài học trong cuộc đời của con. Mỗi ngày mẹ kể cho con nghe mà bài học, dù đi chợ hay làm gì nghe, cái về mình hỏi mẹ để mình học tập, cái mỗi ngày mẹ ba đều có bài học kể cho mình nghe, thì có phải mình cũng kích hoạt não ba mẹ không? Nếu không ngọc vấn đề thì tìm bài học tâm đắc ngộ ra ở đâu ạ? À? Đừng có tập trung vô vấn đề đâu mà bài học tâm đắc ngộ ra, nó không cần vấn đề gì cho các anh chị. Thử những ngày này đi rồi sẽ hiểu, giống như bữa nay nè đó các anh chị. Bây giờ Toàn cho tạo điều kiện cho các anh chị vài phút nè, có ai lên chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra không? Các anh chị có thể giơ tay giúp đỡ Toàn là các anh chị chia sẻ. Có ai giơ tay lên chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra ngày hôm nay, người mới hoàn toàn luôn á? Có ai mới hoàn toàn mới tin luôn, chưa học gì hết luôn hả? Các anh chị thử ai. À, chị Anna Châu đi ha, em mời chị. Dạ em chào thầy, dạ em chào các anh chị rồi các bạn ở trong Zoom. Thực ra là em đã nghe rồi cũng nhiều nhưng mà chưa có học qua online. Tại vì thực ra vì cái múi giờ của em á, nó cũng hơi 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 cũng hơi khác với Việt Nam. Ý đang ở châu Âu hay sao? Đang ở Dạ đâu? em thì em đang ở Mỹ. Ở Nhưng Mỹ thì mà bây giờ đang ban ngày em mến. dạ bây giờ ở đây thì đang là 10 giờ 45 sáng á. 10 giờ 45 sáng thì tức là cách Việt Nam là 13 tiếng đó. Dạ. Nhưng mà cái mặc dù chưa có nghe nhưng mà chưa có được tập online nhưng mà vì em cứ cứ chồng chất mỗi ngày và em quyết tâm rằng là em phải 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 được học với thầy và quyết tâm là và mentor luôn. Rồi mà em rất 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 là biết ơn thầy, mặc dù là muốn để là tới buổi cuối nhưng mà không có dứt khoát là phải gặp được thầy ngày hôm nay và được gặp mọi người. Để cảm ơn thầy rất là nhiều. Nói chung là em cũng hơi xúc động. Thấy hạnh phúc thì cứ khóc thoải mái.
cứ hạnh phúc thì cứ khóc, nhưng mà đừng có nhưng khóc mà lóc gì đau khổ, nhưng mà hạnh phúc khóc lúc nào cũng được dạ ha. dạ nhưng mà thực ra là em thấy rõ ràng là em thực ra là em cũng muốn nói thêm một chút xíu là vì đầu là nhân mạch của chị em, tức là chị em là nhân mạch của em và cô Ngô Trinh Ngọc là Master Mentor, nhưng mà đầu tiên là của chị em là Hiền Cung Nữ Diệu Thuận. Rồi chị cũng đưa thôi em nói ngắn tại nhiều người giơ tay quá. Chị cứ chia sẻ đi, là xong chị cứ chia sẻ đi, dạ đừng có quan dạ tâm tới dạ cái đó, em xử lý cho. dạ 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 thì thật ra là vì em cũng có nhiều vấn nạn, mà em nghĩ rằng là thật ra là vấn nạn là em nghĩ cũng xuất phát từ em nhiều. Thành ra là thì năm ngoái em về Việt Nam thì chị em có cho em đưa cho em nghe, mà thì lúc đầu em cũng có, cũng 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 có cái này cái kia đó thầy, nhưng mà cuối cùng là chị cũng giải thích và em quyết tâm, em nghe. Tại vì thật ra là lúc đầu thầy nói em cũng không có hiểu thầy, thật sự đúng là cái tần số rung động của mình nhiều khi cũng chưa có được nâng lên á, thì nhờ mấy cái bài học tâm đắc ngộ của các anh chị mọi người nói xong rồi cái em mới hiểu, thông qua đó rồi em hiểu, cái em hiểu từ 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 đó. Thì bây giờ em cảm nhận được rằng là em thay đổi về mọi thứ, cả về là trong quan hệ với con cái, với gia đình, mẹ chồng em, với chồng em, với đồng nghiệp, với mọi người xung quanh, nói chung là tất cả mọi thứ. Thì thành ra là em muốn vào mentor 6 để mà em muốn thấu hiểu và thấm nhuần tất cả những cái tri thức mà thầy truyền cho tụi em đó. Tháng 8 này là em về Việt Nam á thầy, em về Việt Nam rồi với lại con em, rồi với lại có mấy chị trong gia đình em nữa, tụi em sẽ đi offline đó. Và em cũng đặt ý là hàng năm sẽ đưa con em về Việt Nam để được một lần đi offline, và cũng rất mong được gặp thầy và được thầy sẽ nói với con em vài lời. Em không biết sao em cảm nhận rằng là cái rung động ở nơi thầy á, nó thực sự là nó mạnh, nó sẽ có những cái nó thực sự là nó mạnh. Thì em sẽ cảm thấy rất là mỹ. Thì nói chung em cũng xin phép coi mọi người Thay đưa đổi tay nhiều nhiều trong quá. cuộc sống nha, Dạ thay đổi được nhiều trong cuộc sống nha. em thay đổi và em sẽ Bữa thay nay đổi, vậy thì nghe em nhà sẽ em thay đổi thực sự. bữa nay Dạ có bài đọc điều tâm đắc ngộ ra điều gì không, nói vài câu. tâm đắc ngộ ngày hôm nay thầy thì đó là thứ nhất là nguyên lý ánh sáng thôi, luôn luôn thắp ánh sáng, mãi mãi luôn luôn không bao giờ ngừng thắp ánh sáng cả, cho dù có chuyện gì xảy ra. Dạ. Thì bóng tối sẽ tan đi. Cái thứ hai, bóng tối sẽ biến mất thôi. Thứ hai là ngày xưa em cứ nói rằng là gì, thậm chí khi em dạy con em á, em cũng nghĩ là phải phải cho con nè cực khổ khó khăn nè là thì để nó trưởng thành, nhưng vì nhưng mà mình không hiểu được rằng là gì, thật ra là có bài học là đã trưởng thành rồi. Thực ra là thầy biết không, để mà tạo một cái bối cảnh để cho bài học đó, thì nó cũng em cũng đang học để làm điều đó, nhưng em biết chắc chắn một điều rằng là gì, có bài học để trưởng thành thì nó sẽ đỡ gian truân hơn rằng là cái nghịch cảnh để trưởng thành. Bởi vì em thấy trải để mà
tự mình đi, tự mình sai rồi tự mình để trưởng thành, thì thật sự em đã đi và em thấy với chồng gai lắm, nó rất là tại vì không có những cái vui lắm, tại vì có những cái lúc mà mình tự mày mò để mình không, mình nếu mình không lắng nghe thì mình tự tìm cái bài học của chính mình thì nó đôi khi nó lại cực khổ quá. Tại vì có những cái thời điểm mà em đi xe thầy biết không, mà đi xe mà 1 năm mà em đi 1 chiếc đi xe rồi đụng, đi xe rồi đụng cái xong rồi, tại vì nhiều khi cái nói chung là cái tâm mình nó chưa có vững đó, không chưa có ổn đó. Thành ra là mình đi, nhiều khi mình đi mà mình cứ hay nghĩ tới cái này cái kia đó, thành ra là cái chồng em khen em sao mà giỏi quá, qua đây có mười mấy năm mà đi hình như là cũng 4 chiếc rồi đó thầy. Rồi xong rồi cái ok rồi xong, bây giờ thì bây giờ em mua xe mới rồi, bây giờ là trên chiếc xe xe để trên cái chỗ bằng lái á, cái chỗ mà tay lái ghi là dừng tham và tưởng, tức là để ngay trên đó luôn, cứ lâu lâu đi là phải ngó xuống ngó xuống đó, cho nó cho nó để cho mình nhớ rằng là mình phải vững vàng đó. Thì em thật ra thành ra là em thấy ok rồi, em may mắn quá nói chung là và gặp được cái tri thức này thật là tuyệt vời, em cảm thấy rất tuyệt vời, em xin cảm ơn và cảm ơn quý thầy cô đã truyền trao kiến thức và Biết em ơn chị. sẽ Dạ. Ai hẹn gặp Việt Nam sau. em xin phép Xin mời Hoàng Anh. Trần Vũ Hoàng Anh. Dạ chào thầy và mọi người ở Quýt. Con là Hoàng Anh và hiện tại con đang học tại Western Sydney Việt Nam. Thì con được có cơ duyên với Quýt là do bà nội Ly giới thiệu với con. Thì về bài học tâm đắc ngộ ra thì bài học của con đó chính là 7 sự giàu toàn diện. Và 7 sự giàu đó chính là chia thành 2 phần là phi vật chất với là vật chất. Thì phi vật chất chính là trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất. Còn vật chất chính là năng lực, thể chất và vật chất. Tại hồi trước, cái sự tâm đắc của con là do con luôn có một cái áp lực vô hình, chính là kiểu mình còn trẻ thì mình cần phải cần nhiều thời gian để gọi là chuẩn bị rồi sau đó lao ra kiếm tiền. Thì con nghĩ cái đó chính là kiểu sẽ là sự thành công nhất. Nhưng mà con tâm đắc ra chính là sự thành công phải cần tới 7 sự giàu toàn diện nữa ngoài ngoài về vật chất. Nên là đó chính là cái ngộ ra của con sau khi học bài học về 7 sự giàu. Cảm ơn thầy và mọi người đã lắng nghe. Sinh tuổi vật lý sinh năm mấy? Dạ con sinh năm 2005 ạ. 2005. 2005 là 19 tuổi hả? Dạ 18 tuổi tại vì con chưa qua sinh nhật. À, 18 tuổi. Dạ Mới giờ vô đại học hả? đúng rồi ạ. Thôi chúc mừng bạn bước vào đời. Dạ. Hay quá, biết hướng tới bảy giờ Dạ, toàn cảm diện ơn chứ mọi người. phải vô đại học thì thích quá. Dạ, xin mời Minh Nguyễn. Hello ạ. Con Tuyết Minh ạ. Dạ, Em biết thấy là... chữ Minh Nguyễn trên màn hình nên là em đọc được Minh Nguyễn. Dạ vâng, con không biết có phải là con không ạ. Dạ Con đúng đó. xin chào. Vâng ạ, con xin chào thầy và xin chào cả nhà. Con là Nguyễn Thị Tuyết Minh ạ. Con là giáo viên ở Hà Nội ạ. Con rất biết ơn thầy và tổ chức UIT đã có một chương trình rất là tuyệt vời như này. Cái bài học mà tâm đắc ngộ ra của con hôm nay, vì con là giáo viên ạ, nên con rất là tâm đắc về cái nguyên lý ánh sáng. Có lẽ là
khi mà giải quyết những cái vấn đề, những cái vấn nạn đối với các em học sinh ấy, thì thường thường các thầy cô hay hay không không đi về đến tận gốc của vấn đề mà cứ giải quyết những cái vấn nạn xảy ra thôi. Ví dụ như là có những cái sự việc mà học sinh gây gổ đánh nhau hay là mâu thuẫn như nào đấy thì các thầy cô đều có một thói quen là viết bản tường trình đi rồi trình bày xem là như thế nào. Thì có lẽ là cái bài học hôm nay của thầy đã mang lại cho con một cái giá trị rất là lớn là con sẽ phải làm gì đối với những cái sự việc xảy ra với học sinh. Thứ hai nữa là cái bài học tâm đắc nữa đối với con đó là tức là nâng tầm cái giá trị của mình bằng những cái giá trị về phi vật chất ạ. Tức là phi vật chất hóa bản thân, tức là mình sẽ làm giàu bản thân mình không phải qua những cái giá trị vật chất, mà mình hãy làm giàu bản thân mình qua những cái giá trị là phi vật chất. Và điều đấy là con thấy rất là tâm đắc ạ. Con rất là biết ơn thầy và cảm ơn thầy và cả nhà đã chứa đựng con ạ. Dạ, biết ơn cô giáo. Cô giáo ngộ điều này thì học sinh thích quá à. Dạ, Dạ. biết ơn cô. Con cảm ơn thầy. Ừ. Con xin Dạ. Xin mời Văn Hóa. dạ. Dạ. Dạ thầy, thầy mời con ạ. Đúng rồi. Thầy mời em. Em tên À Văn dạ. Hóa đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đúng tên luôn không ta? Hay là mình chỉ nickname hay gì đó? À, dạ thì cái dạ tên đầy đủ của dạ tên đầy đủ của em là Trần Văn Hóa. Ồ, vậy thì xin mời Văn Hóa. Dạ. Thì lời đầu tiên cho Văn Hóa được gửi lời chào tới thầy. Dạ và biết ơn thầy đã tạo bối cảnh để Niu Hóa được chia sẻ. Dạ và biết ơn Hình cả như nó nhà tắt đã màn chứa hình đựng Niu luôn á Hóa. Hóa. Hình như tắt màn Dạ. hình đó. À dạ hình như là cái cánh tay của em bị dạ, cánh tay vàng nó rơi xuống để em bật lên lại. Dạ. Dạ rồi. Dạ thì dạ với lại là cho Niu Hóa được gửi lời biết ơn tới nhân mạch của Niu Hóa đó là chị Nguyễn Ngọc Phương Thùy. Hiện tại chị đang học mentor 5 và chị Trần Thị Hạnh Dung. Dạ. Thì trong cái phần chia sẻ của thầy ngày hôm nay thì Niu Hóa có được hai bài học. Đó là bài học thứ nhất đó là về nguyên lý ánh sáng. Thì khi mà mình đưa cái dạ khi thì khi mình đưa cái ánh sáng vào thì bóng tối nó sẽ biến mất ạ. Dạ. Thì ở phần này á con có một cái ngộ. Dạ ở phần này thì em có một cái ngộ là trước đây á thì nhiều năm trước đây á thì em có một cái vấn nạn về mối quan hệ nhân sinh đó đối với các thành dạ đối với lại người thân trong gia đình á thì khi mà biết đến tri thức của Quýt á thì em có một cái nghi vấn là mình làm thế nào á mình làm thế nào để mình có thể là mình có thể là mình rủ rê người thân của mình vô để học những cái tri thức của Quýt đó thầy. Dạ thì đặc biệt là mẹ của em. Dạ thì trong cái bối cảnh ngày hôm nay á thì em thấy rất là mừng là bởi vì á là tuy là bản thân em á có cái việc bất như ý với mẹ và em cũng từng có nghi vấn là làm thế nào để mình có thể mình rủ mẹ vô học quýt chung với mình. Nhưng mà khi nghe được cái nguyên lý ánh sáng, khi mình chỉ tập trung vào cái ánh sáng thôi thì cái bóng tối nó sẽ tự biến mất. Và ngày hôm nay á có cái sẵn tiện có cái bối cảnh á thì tại vì á là mẹ em và em á lúc nào cũng tuy là có bất như ý nhưng mà lúc nào cũng gần gũi với nhau hết á. Nên là ngày hôm nay có bối cảnh á là mẹ ngồi gần em á mà khi nghe nhưng mà khi mà được nghe thầy chia sẻ á thì cái âm thanh mà từ cái phòng Zoom mà nó phát ra thì mẹ em khi mà mẹ mẹ em ngồi gần em á thì mẹ em tương tác lại với cái âm thanh đó. Dạ thì tương tác lại với lời của thầy đó. Dạ thì Niu Hóa cũng nhận ra là mình không cần phải làm gì chứ mình chỉ cần ngồi học thôi thì đâu đó thì cái sự chuyển hóa nó sẽ có. Dạ thì cái vấn nạn nó sẽ tự tự động biến mất thôi.
mình không cần phải làm gì hết á. Mà trước đây á, mình cũng mất rất là nhiều năm để mình đi tìm kiếm mấy câu trả lời á. Dạ. Dạ rồi. Dạ, với lại cái bài học thứ hai, bài học thứ năm, dạ cái bài học thứ hai mà ngày hôm nay em nhận ra đó là mình phải phi vật chất hóa bản thân mình lên. Dạ. Thì trước đây á thì mẹ của em vẫn thường hay là hay đặt em vào cái việc mà so sánh giữa con nhà người ta với lại bản thân mình á, nên là nên là cũng rất là nhiều năm rồi, bản thân em á, lúc nào mà kiểu giống như là nhắc tới bất kỳ cái điều gì á, mình cũng luôn đặt mình trong cái bối cảnh là mình là nạn nhân á thầy, giống như là mình tự dạ mình tự tự hạn chế nhận thức của bản thân mình á, cái là đâu đó là mỗi lần làm cái gì á, mình cũng lại bám chắc vô lại dạ mình bám chắc vô cái mà người ta nói với mình á là đúng á, là nó là sự thật á. Dạ. Nên là em cũng có một cái ngộ là tại trước đó em cũng có từng nghi vấn á, tại nhiều năm rồi á, mình cũng từng nghi vấn là mình làm thế nào để mà mình có thể trưởng thành hơn á. Dạ, mình trưởng thành hơn để bố mẹ có thể có một cái nhìn nhận khác hơn về mình á. Thì hôm nay ní hóa cũng có được cái lời giải rồi. Cũng dần dần có được cái lời giải đó là mình phải phi vật chất hóa bản thân mình lên. Đó là về phẩm chất, về nhân cách và tâm thái và trí tuệ. Dạ, thì sau đó là mình sẽ nâng cấp được cái năng lực thể chất và vật chất à. Dạ, thì cái phần chia sẻ của Ní Hóa đến đây là trọn vẹn à. Biết ơn thầy và biết ơn cả nhà đã lắng nghe. Biết ơn hóa. Dạ. 10 giờ cả nhà. Nên một số anh chị giơ tay á. Ngày mai chúng ta giao lưu hẹn cả nhà. Thì toàn lấy ví dụ gì đó. Đó là các anh chị có bài học tâm đắc ngộ ra. Thì bắt đầu các anh chị chia sẻ cái điều đó hoặc là các anh chị ghi chép lại. Thì hàng ngày trôi qua mình có bài học, bài học, bài học, bài học, bài học, điều tâm đắc, ngộ ra, ngộ ra. Thì não bộ nó sẽ kích lên. Ngày đẹp trời sáng sớm thức dậy tự nhiên đầu óc nó sáng à. Tại vì mình đã ứng dụng theo nguyên lý. Cái những vấn nạn nó hạn chế dần, hạn chế dần, hạn chế dần. Và bài học thì xoay quanh mấy khía cạnh cả nhà. Bài học chúng ta nên xoay quanh mấy khía cạnh à. Bốn. Bài học về nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và cả tài chính, thì các vấn nạn nó sẽ tự hạn chế tối đa. Nên là rất là biết ơn các anh chị ngày hôm nay đã có mặt tại đây. Ai mà học tập xuyên suốt sống sót sau 9 ngày thì các anh chị sao ạ? Sau 9 ngày sống sót là chuyển hóa khủng khiếp. Nên là kỳ vọng các anh chị chúng ta sẽ gặp nhau sống sót tới ngày thứ 21 nên là toàn xin phép các anh chị ha, toàn mở micro, chúng ta có một văn hóa đơn giản đó là cuối buổi thì toàn mở micro cho các anh chị, sau đó toàn xin phép các anh chị là toàn chào các anh chị và hẹn gặp các anh chị trong phần đời còn lại được không ạ? Toàn mở micro cho các anh chị nha. Dạ.